Công ty P... rồi công ty P... PV tổ chức cái khóa học ôn thi. Thực ra nó không hẳn ôn thi mà là quá trình tổng hợp lại kiến thức cho các anh chị trước khi mà tham gia vào kỳ thi sau đại học, mà phải khẳng định là chỉ là nội dung tập trung chủ yếu vào của trường Đại học Hà Nội thôi. Còn đối với cả các trường đại học y khác thì chúng ta có thể có những nội dung kiến thức tương tự, nhưng mà cái việc giới hạn chương trình cũng như là cách thức ra đề và tổ chức thi nó sẽ khác biệt. Vì vậy thì nếu các anh chị có nhu cầu, Hưng có thể Hưng làm ép đi, xong rồi Hưng sẽ accept mọi người vào đi, chứ không phải đang trả nên mọi người cứ vào thì nó khó. Tập trung vào cái nội dung là các cái vấn đề mà của chương trình sau đại học thì sẽ lượt lại cho các anh chị một lượt, chúng ta sẽ cùng trao đổi để làm sao để cung cấp những kiến thức cơ bản cũng như là nâng cao phù hợp với cái nội dung mà chúng ta sẽ thi sau đại học của trường Đại học Hà Nội. Thì đầu tiên là đối với cả đối tượng bác sĩ nội trú, thì đối với cả những các anh chị nào mà chúng ta đã học ở trường Y Hà Nội rồi thì chúng ta sẽ không khó khăn gì với cái việc là tiếp cận những cái nguồn kiến thức cũng như là tài liệu cũng như là form đề thi rồi cách thức ra đề thi ở trường Y Hà Nội. Thế còn đối với cả các anh chị có nguyện vọng thi nội trú thì đây là khóa cuối cùng, phải khẳng định với các anh chị đây là cái nội dung là của khóa cuối cùng mà chúng ta sẽ thi theo cái hình thức cũ, bởi vì từ sau năm thì trường Yên đã đổi mới cái trình đào tạo được 6 năm rồi, thì đối tượng nội trú của từ khóa sang năm 2024 2025 thì cái hình thức thi nó sẽ khác, bởi vì các bạn học theo chương trình module, nó không còn phân môn là giải phẫu sinh lý hóa sinh nữa. Đấy, thế là vậy, cái khóa này là khóa cuối cùng. Thế còn đấy là đối với nội trú. Thế còn đối với cả các anh chị sau đại học thì bao gồm có chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2 của các cái đối tượng chuyên ngành nội khoa rồi ngoại khoa rồi sản khoa nhi khoa đấy, hoặc là các cái chuyên khoa lẻ khác, thì chúng ta vẫn sử dụng cái chương trình từ trước đến giờ để chúng ta vẫn sử dụng cái chương trình cũ để chúng ta sẽ học và thi. Thì đấy là cái vấn đề đầu tiên để nhấn mạnh lại cho các anh chị. Một là đối với nội trú thì năm nay là năm cuối cùng. Thế còn đối với cả các cái đối tượng sau đại học khác, cao học này, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cái nội dung này trong nhiều năm tới. Đúng không? Nếu mà có thay đổi gì thì những năm sau chúng tôi cập nhật thêm, đúng không ạ? Thì đây là cái nội dung đầu tiên để giới thiệu cũng như là chào mừng các anh chị đến với cái chương trình tổng hợp kiến thức, thì đúng hơn là ôn thi, đúng không? Giới thiệu lại thì bạn Vinh anh cũng đã giới thiệu rồi, thì tôi là bác sĩ Đỗ Thanh Tuấn, là giảng viên của trường Đại học Hà Nội bộ môn sinh lý học. Thì chắc là trong lớp của chúng ta đây thì cũng chỉ ít tuổi hơn nhiều anh chị ở trong đây, đúng không? Ngoài ra thì cũng có thể nhiều hơn một số anh chị bác sĩ nội trú, thì tuy nhiên là trong quá trình học thì chúng ta cứ mạnh dạn trao đổi, đúng không, coi như là một buổi thảo luận để làm sao để kết thúc được cái buổi học này rồi kết thúc cái khóa học này để có những cái kiến thức nền tảng phù hợp nhất để có thể tự tin đi thi, đúng không ạ? Tôi thì thường là tham gia vào ôn thi chứ còn không thực hiện các cái khóa học mà online khác, mà chủ yếu tập trung ôn thi thôi. Thì hiện tại các anh chị sẽ ôn thi vào thời điểm này trở đi là khá là phù hợp, bởi vì chỉ nghỉ Tết xong một cái thì mất khoảng 2 tháng rồi, thì cái việc chúng ta tập trung vốn thi lúc đấy nó sẽ khó khăn hơn, bởi vì là có nhiều cái công tác lúc đấy cần phải chuẩn bị về mặt hồ sơ đấy. Thì là các anh chị sẽ tập trung vào cái nội dung này. Thì năm nay chúng tôi cũng có tổ chức vào cái dịp mà trước khi mà nghỉ Tết Nguyên Đán nhá. Rồi thì đấy là nội dung đầu tiên chào hỏi một chút. Thế thì bây giờ sẽ chia sẻ cái màn hình, sau đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi học đầu tiên cũng như là khởi đầu của cái khóa học này, đúng chưa ạ? Vâng, có anh chị nào có câu hỏi rồi có vấn đề gì trước khi chúng ta vào lớp không ạ? Có nguyện vọng gì để đạt để chúng ta đạt được cái thành quả cao nhất khi mà chúng ta thực hiện được cái khóa học này không ạ? Cứ đề đạt thôi ạ. Để màn hình nhá. Vâng. Các anh chị đã nhìn được màn hình chưa ạ?
Đa thể rượu. Vâng, cảm ơn ạ. Thì đây là toàn bộ những cái nội dung mà trong cái chương trình học của chúng ta tổng kết cái nội dung học những ở trong cái chương trình khóa học này thì chúng ta sẽ phải đi qua. Nhìn đây thì nó có vẻ ngắn gọn. Nó là những cái nội dung cốt lõi nhất của cái chương trình đào tạo bác sĩ y khoa. Chúng tôi không thể dạy hết lại được toàn bộ cái chương trình sinh lý học, đúng không ạ? Mà chúng ta chỉ lựa chọn những cái nội dung mà nó liên quan đến cái việc là thi như thế nào thôi. Vì sao lại thế? Vì là gì? Những cái nội dung cơ bản của cái quyển sách sinh lý học ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào cho thi hết môn của đối tượng đào tạo đại học. Thế còn việc của sau đại học là chúng ta sẽ làm những cái nội dung mà liên quan đến việc vận dụng những kiến thức đó trong cái quá trình tổng hợp kiến thức này, xử lý tình huống cũng như là giải quyết cái cây lâm sàng. Thế do vậy là cái mục tiêu của chúng ta phải trả lời được những câu hỏi thuộc cái mức độ vận dụng, bao gồm vận dụng thấp và vận dụng cao. Còn cái mức độ thông hiểu và mức độ nhớ thì cái số lượng câu hỏi nó ít hơn. Thế vì thế thì là chúng ta sẽ phải tập trung vào những cái nội dung mà nó cần phải vận dụng. Vì vậy thì lựa chọn được các mục tiêu trong cái chương trình học này nó sẽ ngắn gọn như thế này thôi. Còn những cái nội dung khác thuộc mức độ hiểu và mức độ nhớ thì các anh chị sẽ chủ động và chúng ta đọc ở trong tài liệu. Thì trước mỗi buổi học thì đã gửi cho các anh chị về slide bài giảng là một này. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải có câu hỏi trắc nghiệm là cái phần mà chúng ta sẽ phải lượng giá, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ phải tập duyệt trước xem là đi thi cái mẫu đề thi ra đề như thế nào. Đấy, thì cái form ra đề của các năm trước nó ra sao thì năm nay nó cũng ra đề như vậy. Và vì vậy thì chúng ta sẽ có một cái căn cứ để ôn luyện cho nó phù hợp với cả cái chương trình học và thi. Thì chúng ta phải lần lượt đi qua có 10 cái nội dung lần lượt của các cái nhóm cơ quan. Một là cái nhóm cơ quan mà tham gia điều hòa chuyển hóa có oxy, đó là gì? Huyết học, tim mạch, hô hấp. Thứ hai là nhóm mà tham gia điều hòa muối nước, thăng bằng kiềm toan và điện giải, bao gồm có thận, tiêu hóa nội tiết và sinh dục sinh sản. Nhóm thứ ba là nhóm cơ quan liên quan đến hoạt động điều hòa chức năng của cơ thể người, bao gồm thần kinh cơ. Thì đấy là ba cái nhóm hệ cơ quan mà chúng ta sẽ phải tham gia học. Thế còn đối với phần sinh lý học đại cương thì là 7 cái bài đầu tiên là nó sẽ khoa đấy. Thì sinh lý học đại cương thì chúng ta sẽ tổng hợp lại kiến thức của 8 cái nội dung phía trên trong một bài và chỉ tập trung vào sinh lý màng tế bào, sinh lý chuyển hóa chất năng lượng và điều nhiệt. Và trong những cái nội dung này thì nó đã nằm rải rác ở những cái bài trước chúng ta đã học rồi. Hoạt động chuyển hóa chất ra sao này, vận chuyển chất qua màng tế bào như thế nào ở các tế bào thận rồi các tế bào biểu mô dạ dày thì nó đã có. Thì bài này, cái bài 8 và bài 9 là sẽ là cái bài tổng hợp để chúng ta có thể biết được những cái nội dung tổng quan nhất của cái sinh lý học tế bào hay gọi là phần sinh học đại cương. Thì đấy là tổng quan về bài học. Thời lượng học của chúng ta thì mỗi buổi nó sẽ kéo dài là 150 phút. Thì 150 phút thì nó rơi cỡ khoảng 2 tiếng rưỡi, đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải trao đổi và thảo luận lại những cái khái niệm chính, những key concept ở trong cái chương trình học. Thì chúng ta đã gạch sẵn ở đây rồi. Thì chúng ta sẽ làm cho khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Sau đó thì khoảng thời gian cuối cùng thì chúng ta sẽ tập trung vào giải quyết những câu hỏi trắc nghiệm là những cái vấn đề mà đã liên quan đến lý thuyết mà chúng ta đã đưa ra để chúng ta sẽ làm quen xem là cái việc ra đề với cả cái nội dung kiến thức lý thuyết nó có liên quan nhiều đến nhau hay không, và có đòi hỏi cái mức độ vận dụng cao hay thấp để chúng ta có thể chuẩn bị được cái kiến thức, cũng như là các anh chị sẽ đặt ra câu hỏi để chúng ta sẽ thảo luận để xem là cần phải điều chỉnh những cái nội dung nào, học thêm những cái vấn đề gì ở cái chương trình để sẽ cung cấp thêm cho các anh chị nhá, để đạt được kết quả cao nhất trong cái chương trình học của mình. Thì đấy là cái nội dung tổng quan của cái chương trình học của mình. Thì bài đầu tiên của ngày hôm nay đó là bài sinh lý máu và dịch cơ thể. Thì trong cái nội dung của sinh lý máu và dịch cơ thể thì sẽ tập trung chủ yếu vào ba cái nhóm nội dung. Một là hồng cầu, bạch cầu và thứ ba là tiểu cầu. Thế còn đối với cả phần huyết tương, đối với phần dịch cơ thể khác, ví dụ như là dịch nhãn cầu, dịch ổ khớp, dịch não tủy, những phần đấy các anh chị sẽ đọc trong tài liệu. Thứ hai nữa là gì? Số lượng câu hỏi cũng như là cái cách thức mà ra đề thuộc những cái nhóm đấy thì các thầy cô chắc là theo cái những năm trước mà các anh chị đi thi, các anh chị trình bày lại thì số lượng câu hỏi thì cũng vẫn không thay đổi, nhưng mà cái mức độ khó của câu hỏi thì nó sẽ không khó nằm nhiều trong những cái vấn đề ấy đâu, nên chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào nhóm cây lâm sàng mà nằm ở trong hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, được chưa? Thì
Trong cái bài sinh lý đấy ạ, trong cái bài đầu tiên là sinh lý máu và dịch cơ thể, thì nếu như cấu trúc của trong sách giáo khoa của chúng ta thì mỗi đối đối với mỗi tế bào máu thì chúng ta lần lượt trải qua các khái niệm liên quan đến hình thái và số lượng này, chức năng và đặc tính của các tế bào này, rồi quá trình sản sinh và đời sống của mỗi loại tế bào, rồi đến phần ứng dụng của các loại tế bào máu này trong lâm sàng và những rối loạn lâm sàng liên quan đến các loại tế bào máu này. Thế thì để mà đi hết được tất cả những cái nội dung này thì nó hơi dài, và thứ hai là nó cũng không cần thiết, bởi vì anh chị nào chả biết là hồng cầu nó có hình tròn và hình đĩa lõm hai mặt đúng không ạ, đường kính là bao nhiêu, kích thước như thế nào ai cũng biết rồi, chúng ta không còn học lại cái đấy nữa, mà sẽ đi vào những cái nội dung nó cần phải có mức độ hiểu, mức độ vận dụng để giải quyết những cái tình huống lâm sàng mà thuộc cái lĩnh vực của sinh lý học đã ra, chứ không phải là giải quyết hết được các lĩnh vực lâm sàng ở trên cái việc thực hành lâm sàng của anh chị, được chưa? Thì đấy là trên đây là cái nội dung mà chúng ta sẽ cần phải đi. Thì nội dung này đã gửi cho anh chị rồi, thì anh chị xem, chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào từng cái hình thái để chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những cái nội dung này thì nó sẽ có những cái vấn đề và những cái lưu ý như thế nào. Thì trong cái quá trình nghe thì thứ nhất này, slide thì để mà thông thoáng, để mà dễ nhìn thì nó rất là ít chữ. Thế vì vậy thì các anh chị sẽ cố gắng nghe và ghi chép nếu có thể, và chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn các câu hỏi để chúng ta thảo luận khi mà có những cái vấn đề gì đó đưa ra cần phải thảo luận của các anh chị nhé, để cái buổi học nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi về dòng hồng cầu. Thì như các anh chị biết là khi mà chúng ta lấy máu nó tách ra khỏi cơ thể thì máu sẽ gồm có hai thành phần chính, đó là huyết tương và nhóm các cái thành phần tế bào máu gọi là thành phần hữu hình. Máu tế bào máu thì gồm có hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, trong đó thì số lượng hồng cầu là lớn nhất đúng không ạ. Trên xét nghiệm bình thường của anh chị thì nó rơi cỡ khoảng 4,5 đến 5,4 đơn vị là tetralit, bạch cầu thì khoảng 4 đến 10 gigalit, còn tiểu cầu là 150 đến 300 gigalit. Với số lượng hồng cầu nhiều như vậy, và chính vì thế thì hồng cầu thì nó lại có màu đỏ và nó sẽ quyết định được cái màu sắc của máu của chúng ta là màu đỏ. Và giống như là tất cả các loại tế bào máu hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu thì nó đều được sản sinh ra từ một cái nơi là tủy xương, thì anh chị nào cũng biết cái điều này. Thế nhưng mà cái khó của việc tìm hiểu về cấu trúc và chức năng của các loại tế bào máu này thì chúng ta cần phải hiểu là trong cái quá trình sản sinh đó những cái diễn biến nào nó xảy ra làm cho cái tế bào hồng cầu nó biệt hóa được thành chức năng, đúng không? Biệt hóa từ cấu trúc và thực hiện được cái chức năng. Thì đấy là cái nội dung mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Thế còn để mà hiểu là gì? Hồng cầu nó có khả năng mang oxy, nó có khả năng vận chuyển oxy và CO2 thì ai cũng biết. Thế nhưng mà làm thế nào để nó vận chuyển được? Và vì sao nó lại vận chuyển được? Thì cái điều đấy các anh chị cần phải tìm hiểu sâu và kỹ để chúng ta có thể hiểu và nhớ. Và từ đấy thì sẽ vận dụng được những cái tình huống lâm sàng mà thuộc cái lĩnh vực sinh lý học các thầy cô đã đưa ra. Trong cái quá trình sản sinh hồng cầu thì người ta chia thành hai cái giai đoạn. Một là cái giai đoạn trước khi sinh ra đời, đúng không ạ? Từ trong bụng mẹ, từ giai đoạn phôi và giai đoạn thai. Thứ hai là sau khi sinh ra đời, từ giai đoạn trẻ sơ sinh. Và hai giai đoạn này thì nó có những nguồn gốc sản sinh ra hồng cầu là khác nhau. Trong cái thời kỳ bào thai, gồm có giai đoạn phôi và giai đoạn thai, thì lại cũng có 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Thì ở mỗi giai đoạn này thì cấu trúc mà tham gia hình thành hồng cầu là khác nhau. Trong 3 tháng đầu thì chủ yếu hình thành từ cái lá thay giữa, và cấu trúc tham gia đó chính là túi noãn hoàng. Và túi noãn hoàng thì như các anh chị biết học trong mô phôi rồi, trong môn phôi thai học ấy, thì cái túi noãn hoàng là cái cấu trúc mà cung cấp dinh dưỡng cho thai ở trong những giai đoạn đầu. Ngoài ra thì đặc biệt là ở những cái loại động vật mà nó đẻ trứng đúng không ạ, thì cái túi noãn hoàng nó cung cấp dinh dưỡng và nó rất giàu chất dinh dưỡng. Và chính vì thế thì nếu mà cái nguồn gốc của quả tim đúng không, nguồn gốc của mạch máu cũng như là nguồn gốc của các tế bào máu đã được hình thành ở trong giai đoạn này, thì tức là mầm sống nó đã bắt đầu hình thành. Và vì vậy thì trong giai đoạn 3 tháng đầu thì cơ thể người đúng không, phôi thai của người cũng tuân thủ theo cái quá trình tiến hóa tự nhiên, đó là sản sinh máu từ túi noãn hoàng. Và trong cái quá trình này thì nó sẽ biệt hóa dần các cái tế bào máu. Nhưng mà tế bào máu ở giai đoạn này nó khác biệt hoàn toàn so với tế bào máu ở người trưởng thành. Khác như thế nào phần sau sẽ rõ, đúng không ạ? Thứ hai nữa là gì? Chuyển tiếp sang cái giai đoạn 3 tháng giữa thì cơ quan tham gia tạo máu đã gồm có gan và lách.
Bởi vì trong giai đoạn của 3 tháng đầu là biệt hóa cơ quan chuyển sang giai đoạn 3 tháng giữa là các cơ quan đã bắt đầu hình thành, thì lúc đó mới có gan và lách và có thêm các cơ quan khác nữa. Thì trong giai đoạn này gan và lách là những cái cơ quan thuộc hệ thống võng nội mô, là những cấu trúc mà có dạng lưới đang xen giữa các cái cấu trúc lưới như thế, thì gồm có những cái tế bào mầm, và các tế bào mầm thuộc cơ quan tạo máu thì sẽ hình thành được máu. Và đây chính là khởi thủy của cái việc hình thành nhóm các cái tế bào máu biệt hóa ở cái dạng sơ sinh, cũng như là cái giai đoạn trẻ sau khi mà nó sinh ra đời. Đến cái giai đoạn 3 tháng cuối thì cơ quan tham gia tạo máu lúc này nó đã là tủy xương rồi. Và tủy xương thì thuộc một cái hệ thống tạo máu, người ta gọi là hệ tạo huyết đấy. Hệ tạo huyết ở người trưởng thành thì cũng là tủy xương, nhưng mà tủy xương ở trẻ sơ sinh nó khác với tủy xương ở người trưởng thành, ở cái chỗ là ở trẻ sơ sinh cũng như là ở phôi thai thì người ta gọi là tủy vàng, à là tủy đỏ. Thế còn ở người trưởng thành của chúng ta là tủy vàng, tức là nó đã được ngấm những cái cấu trúc của tế bào mỡ. Và vì vậy thì cái cấu trúc tủy nó đã mô học nó khác nhau, nhưng mà nó cùng một cái chức năng là đều sản sinh ra máu. Và vì thế thì từ khi sinh ra đời thì cơ quan tham gia tạo máu chính đó chính là tủy xương. Và chính nhờ cái quá trình sản sinh tủy xương, đúng không? À, sản sinh máu từ tủy xương mà giúp cho cái hệ tạo máu, hệ hệ tạo huyết của chúng ta nó được ổn định, đúng không? Và các cái cơ quan còn lại nó thực hiện được chức năng của nó. Ví dụ gan thì thực hiện chức năng của gan, lách thực hiện chức năng của lách, không tạo máu nữa mà chỉ còn tủy xương thôi. Đấy. Thì tủy xương thì là thường là sẽ là những cấu trúc mà mô tủy nằm trong các cái xương dẹt và một số xương dài. Đầu trên của xương đùi hoặc đầu trên của xương cánh tay là có những cục xương xốp, và lúc này thì nó sẽ tham gia vào hình thành máu. Còn một số cái xương dẹt khác, ví dụ xương sọ này, xương ức, xương sườn, thì là những cái bản xương dẹt ở giữa hai lớp xương dẹt thì có mô tủy xương, và cái mô này thì nó sẽ tham gia vào quá trình tạo máu, hình thành nên các nhóm tế bào máu và đưa vào trong vòng tuần hoàn. Từ đấy thì nó sẽ kết thúc được cái vòng đời của việc sản sinh tế bào máu, cũng như là hình thành được cái tế bào máu một cách trưởng thành khi mà nó thực hiện được chức năng. Và sau khi mà tủy xương nó đã được hình thành máu xong thì các tế bào máu này sẽ lần lượt được trưởng thành, được biệt hóa. Và quá trình biệt hóa của hồng cầu, của bạch cầu, của tiểu cầu là nó khác nhau. Thì đối với cả hồng cầu, khi nó được sinh ra thì nó đều được sản sinh từ một cái nhóm chung, nên các anh chị đã được nghe này, từ các nhóm tế bào mầm, đúng không ạ? Và đối với dòng hồng cầu thì chúng thấy là nó sẽ biệt hóa từ nhóm dòng đơn vị tạo cụ hồng cầu, rồi biệt hóa thành các tiền nguyên hồng cầu. Trong suốt toàn bộ cái quá trình biệt hóa của hồng cầu thì nó có hai cái hiện tượng mà nó song song diễn ra, xảy ra hoàn toàn là trong tủy xương. Đó chính là quá trình tổng hợp hemoglobin, và thứ hai là quá trình mất nhân. Tổng hợp hemoglobin thì nó sẽ diễn ra từ cái giai đoạn nguyên hồng cầu ưa ba giờ đến cái giai đoạn từ nguyên hồng cầu ba giờ trở về sau, tức là đến cái giai đoạn hồng cầu lưới. Thế còn hồng cầu sẽ mất dần nhân đi từ cái giai đoạn nguyên hồng cầu ưa axit. Và vì sao người ta lại phát hiện ra hai hiện tượng này? Vì người ta quan sát ở trên kính hiển vi khi lấy cái mô tủy xương ra thôi, đúng không ạ? Nó không có cái gì đặc biệt cả. Thứ hai nữa là gì? Vì sao lại gọi là ưa axit? Vì sao lại gọi ưa ba giờ? Bởi vì là người ta sử dụng cái dung dịch thuốc nhuộm đen xa để đánh dấu được sự xuất hiện của các hạt trong bào tương của các nhóm tế bào sản sinh thuộc hồng cầu, và thấy rằng màu sắc của nó xuất hiện. Ưa ba giờ thì là màu xanh và tím than, thế còn ưa axit thì là màu hồng đỏ, màu tím hồng ấy. Thì đó chính là đặc điểm của bạch cầu axit, của hồng cầu, nguyên hồng cầu axit. Và từ đó thì chúng ta nhớ là gì? Có hai hiện tượng song song diễn ra. Một là tổng hợp hemoglobin bắt đầu từ giai đoạn ưa ba giờ, còn nhân bắt đầu đông đặc và biến mất từ cái giai đoạn hồng cầu ưa axit. Hai cái giai đoạn này nó song song tồn tại và nó làm cho cái hồng cầu của chúng ta nó sẽ trưởng thành. Đúng không? Nếu mà hồng cầu không mất nhân, hồng cầu mà không tổng hợp được hemoglobin, tức là đã bất thường rồi đấy. Ngoài ra thì trong suốt cái quá trình mà nó hình thành, đúng không ạ? Biệt hóa từ cái tiền nguyên hồng cầu, ngoài cái việc mất nhân và ngoài cái việc tổng hợp được hemoglobin, thì trong quá trình này cần phải có những yếu tố để thúc đẩy cái quá trình tổng hợp của và biệt hóa của hồng cầu, là người ta chia thành cái giai đoạn phụ thuộc vào EPO, tức là erythropoietin, và thứ hai là giai đoạn phụ thuộc sắt.
Hai cái dạng đoạn này thì nó liên quan đến cái đời sống của Hồng Cầu sau này, cũng như là thời gian mà biệt hóa của Hồng Cầu, cũng như là cái việc Hồng Cầu nó có biệt hóa được bình thường hay không, thì nó chia rất là rõ rệt thành hai giai đoạn. Vì sao lại gọi là giai đoạn phụ thuộc vào EPO, vì sao lại gọi là giai đoạn phụ thuộc sắt? Thì trong suốt cái quá trình biệt hóa trải qua lần lượt từ tiền nguyên Hồng Cầu, nguyên Hồng Cầu ba dơ, nguyên Hồng Cầu đa sắc, nguyên Hồng Cầu axit và nguyên Hồng Cầu lưới, thì từ tiền nguyên Hồng Cầu đến giai đoạn nguyên Hồng Cầu ưa ba dơ, tức là trước khi cái giai đoạn mà nó mất nhân, thì trên bề mặt của các nhóm cái tế bào này nó có những cái receptor tiếp nhận hay là thụ cảm thể đấy, receptor mà nhận cảm được với cả phân tử erythropoietin, và chỉ trong giai đoạn này thì nó mới có thôi. Và các anh chị biết là gì? Receptor nó bản chất nó là một cái phân tử protein và có thể nó kết hợp được với glycoprotein, đúng không ạ? Để nó đưa ra màng tế bào để tiếp nhận những tín hiệu từ môi trường bên ngoài. Thì trong cái giai đoạn từ gì ạ? Từ nguyên hồng cầu, tiền nguyên hồng cầu đến nguyên hồng cầu bao giờ, thì nhân của các tế bào thuộc dòng hồng cầu nó vẫn còn. Nhân mà còn thì vẫn còn tổng hợp được ARN và đưa ra ngoài tế bào chất, và từ đó thì nó mới tổng hợp được những cấu trúc để đưa ra ngoài màng, đó chính là cái thụ cảm thể. Và trong giai đoạn này thì vì nó còn tồn tại được các thụ cảm thể, và các thụ cảm thể này nó nhạy cảm với cả phân tử erythropoietin, và vì thế người ta gọi đây là giai đoạn phụ thuộc vào erythropoietin. Và chính nhờ cái giai đoạn này là giai đoạn phụ thuộc vào erythropoietin mà là cái giai đoạn khởi đầu của cái việc hình thành dòng hồng cầu, cho nên người ta gọi erythropoietin là yếu tố EPO, là yếu tố kích thích sản sinh hồng cầu, bởi vì phải có cái giai đoạn đầu tiên này thì mới có những giai đoạn phía sau. Nếu mà không có cái sự biệt hóa kích thích biệt hóa từ cái EPO thì cái giai đoạn phía sau nó sẽ không hình thành, không cần phải đợi đến sắt nữa, đúng không ạ? Và vì thế thì nhớ là gì, giai đoạn đầu trước từ tiền nguyên hồng cầu đến nguyên hồng cầu ưa ba dơ, đó chính là sự tham gia của erythropoietin là quyết định cái việc là có tạo máu được hay không. Thế còn từ cái giai đoạn nguyên hồng cầu ưa ba dơ đến giai đoạn hồng cầu lưới, đó là giai đoạn phụ thuộc vào sắt. Sắt chính là phân tử sắt mà hồng cầu nó sử dụng, đó chính là cái phân tử sắt 2. Thì chút nữa phần sau thì sẽ học, nhưng mà phân tử sắt 2 thì nó sẽ được hấp thu, đúng không ạ? Sắt thì đưa vào cơ thể hết là sắt 3, xong rồi được hấp thu rồi chuyển hóa thành sắt 2, và cuối cùng nó sẽ đưa vào trong tủy xương và đưa vào trong cái tế bào hồng cầu. Và khi đưa sắt vào trong tế bào hồng cầu thì giai đoạn này chính là giai đoạn phụ thuộc vào sắt. Sắt là nguyên liệu tham gia vào quá trình tổng hợp hemoglobin. Và các anh chị thấy này, từ nguyên hồng cầu ưa ba dơ đến giai đoạn hồng cầu lưới thì có hiện tượng song song, hai hiện tượng song song, đúng không? Từ ba dơ thì bắt đầu là tăng tổng hợp hemoglobin, và chính vì thế từ cái giai đoạn nguyên hồng cầu bao giờ thì là người ta gọi là giai đoạn phụ thuộc sắt, vì bắt buộc phải có sắt thì mới tổng hợp được hemoglobin. Và vì vậy thì các anh chị đã nắm được cái mốc nào để chúng ta chia thành hai giai đoạn, giai đoạn phụ thuộc vào EPO, giai đoạn nào phụ thuộc vào sắt, được chưa ạ? Thế thì sau này thì khi mà đi thi thì có câu hỏi này, bổ sung EPO hay là bổ sung sắt thì nó tác động vào giai đoạn nào của quá trình biệt hóa hồng cầu, là các anh chị phải nhớ. Và từ đó thì nó sẽ có liên quan đến cái rối loạn, đúng không ạ? Rối loạn của cái dòng hồng cầu này. Nếu mà gì, một người bị thiếu sắt thì nó ảnh hưởng đến quá trình biệt hóa là gì? Hồng cầu nó làm sao? Nó sẽ nhỏ, đúng không ạ? Hồng cầu nó sẽ nhỏ. Thế còn thiếu máu hồng cầu nhược sắc đấy, đúng không ạ? Thế còn nếu với giai đoạn thiếu EPO thì sao? Đã gọi là thiếu EPO thì tức là thiếu máu rồi, không phải là thiếu hồng cầu hay là biến đổi về kích thước hồng cầu nữa. Thì đấy là cái khác biệt về mặt là thiếu yếu tố kích thích sản sinh trong những quá trình hình thành được cái tế bào hồng cầu. Thì đấy là các anh chị sẽ nhớ được hai cái giai đoạn, gọi là hai cái yếu tố phụ thuộc của cái quá trình sản sinh hồng cầu. Tiếp theo này thì thấy tiếp này, một cái vấn đề mà đặt ra chỗ này các anh chị cần phải hiểu, vì sao từ giai đoạn EPO, đúng không, từ cái giai đoạn đa sắc rồi nguyên hồng cầu ưa axit và hồng cầu lưới, thì màng tế bào của những cái nguyên tế bào hồng thuộc hồng cầu này nó không còn EPO nữa, tức là không còn cái receptor tiếp nhận với cái phân tử erythropoietin nữa, bởi vì là gì, cái EPO này receptor này nó bắt buộc phải tổng hợp từ những cái gì ạ, từ những cái chuỗi mRNA mà được tổng hợp từ nhân tế bào. Mà trong giai đoạn này thì bắt đầu chuyển dần sang cái giai đoạn là mất nhân, nhân nó sẽ gì ạ, co cụm và nó tiêu biến đi, và có hiện tượng tách pha của các vật chất ở trong nhân tế bào để nhường chỗ cho việc hình thành được cái mạng lưới để duy trì hình dáng của hồng cầu.
Và vì vậy thì khi có hiện tượng tách pha, tức là các phân tử ở trong trong bào tương của hồng cầu nó sẽ tụ lại với nhau và nó thoái hóa, nó tiêu biến đi, thì cái phân tử mRNA nó cũng không tránh khỏi cái số phận phải tiêu biến, đúng không? Giống như nhân. Và vì vậy thì nó không còn tổng hợp được cái receptor này nữa. Và từ đó thì càng khẳng định thêm cho các anh chị là cái giai đoạn này nó sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cái việc xuất hiện của nguyên tử sắt, người ta gọi là giai đoạn phụ thuộc sắt hay là giai đoạn tổng hợp hemoglobin. Đấy là hai giai đoạn thuộc quá trình sản sinh hồng cầu ở trong tủy xương và có hai hiện tượng song song tồn tại. Trong cái quá trình sản sinh hồng cầu thì phải có một cái yếu tố để kích thích sản sinh hồng cầu. Hồng cầu nó thực hiện được cái chức năng là vận chuyển được khí ở trong máu. Trong máu của chúng ta thì học cái bài hô hấp thì sẽ biết được có rất nhiều cái phương thức để chúng ta có thể vận chuyển được khí. Mà trong cơ thể người thì chỉ nhắc đến hai loại khí thôi. Một là khí oxy và thứ hai là khí CO2. Thì bất kỳ cái nguyên nhân nào mà gây cho giảm nồng độ oxy ở mô, các anh chị nhớ nhé, giảm nồng độ oxy ở mô chứ không phải oxy ở trong máu, được chưa? Cũng không phải oxy trong phổi mà là phải oxy ở mô, tức là các cơ quan nó thực hiện cái hoạt động hốt tế bào, thì nó sẽ là yếu tố kích thích sản sinh ra hồng cầu, được chưa? Và từ đó thì khi mà có hiện tượng giảm oxy hóa ở mô thì bắt đầu là các mô của chúng ta nó sẽ sản sinh ra các yếu tố hoạt hóa gọi là yếu tố tăng trưởng ECF, và cái yếu tố này thì nó đi vào trong máu, nó kích thích biệt hóa được các cái tế bào mạch máu, nó kích thích tủy xương sản sinh hồng cầu, và giống như nguyên lý hay giống như là cái cơ chế hình thành của các cái tế bào ung thư đấy, vì sao nó lại tăng cái nhu cầu oxy đấy. Thì khi mà oxy bị thiếu thì nó sẽ điều hòa, cơ thể chúng ta sẽ điều hòa bằng cách làm tăng cái quá trình sản sinh hồng cầu bằng cách là gì? Một là tác động trực tiếp lên cái hệ máu và hệ tạo huyết để của tủy xương để hình thành lên được những cái tế bào hồng cầu mới, tăng cái khả năng chuyên chở oxy từ cái cơ quan mà tham gia vào từ cơ quan mà tham gia trao đổi khí môi trường, đó là hô hấp. Ngoài ra thì một trong những cái nguyên nhân mà thiếu nồng độ oxy ở mô đó chính là trực tiếp của cơ quan hô hấp sống ở trong những cái môi trường mà có nồng độ oxy thấp, ví dụ như trên núi cao, đúng không ạ? Hoặc là nơi có cái vĩ độ cao, hoặc là có những cái bệnh lý mà hô hấp làm giảm cái khả năng khuếch tán của oxy qua màng hô hấp cũng như là vận chuyển khí ở máu, hoặc là giảm cái khả năng tuần hoàn để đổi mới máu thông qua cái hệ hô hấp, đó là bệnh lý suy tim, thì đều gây ra cái tình trạng là giảm nồng độ oxy máu. Và khi có giảm nồng độ oxy máu thì dẫn đến là oxy ở mô nó giảm, và lúc đó thì hiện tượng là giảm oxy hóa ở mô hay là hiện tượng giảm oxy của mô sẽ là yếu tố kích thích cho quá trình sản sinh hồng cầu. Thế thì bây giờ mới nói nhấn mạnh lại như thế này, người ta có hai cái loại câu hỏi mà có thể trả lời cho hỏi cho các anh chị. Một là yếu tố kích thích sản sinh hồng cầu, hai là một là yếu tố mà kích thích quá trình sản sinh hồng cầu, thứ hai là một nhóm nữa người ta gọi là yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình sản sinh hồng cầu. Hai cái này là khác nhau. Nếu mà gọi là yếu tố kích thích thì chúng ta chỉ có một loại thôi, đó chính là cái giảm oxy hóa máu ở mô. Thế còn rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến cái việc hình thành được cái hồng cầu mới, hồng cầu non. Một cái loại hormone kích thích thì đã nhắc ở trên rồi, đó chính là erythropoietin. Và cái hormone này thì nó được sản sinh ra từ thận, đúng không ạ? Từ nhóm các cái tế bào thuộc cái tế bào biểu mô ống của thận. Khi mà nó sản sinh ra erythropoietin thì nó sẽ đưa vào trong một tuần hoàn, và tuần hoàn đến các cơ quan tham gia tạo máu, đó chính là tủy xương. Và từ đây thì các anh chị nhớ lại cái quá trình biệt hóa ở phía trên chúng ta nói là nó tác động vào giai đoạn từ tiền nguyên hồng cầu đến giai đoạn hồng cầu bao giờ, và nó thúc đẩy cho các tế bào này nó biệt hóa và tăng sinh nguyên phân, đấy là nó phân chia và tăng sinh số lượng, và từ đó thúc đẩy cái quá trình sản sinh hồng cầu nó được nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Thế tuy nhiên là để mà hình thành hồng cầu thì lại phải phụ thuộc thêm vào cái dạng phía sau nữa, đó chính là sắt. Lúc đó thì cần phải có thêm sắt, được chưa? Đấy là các điều hòa quá trình sản sinh hồng cầu thì biết được cái yếu tố nào kích thích và yếu tố nào ảnh hưởng đến cái hoạt động sản sinh hồng cầu. Trong cái quá trình sản sinh hồng cầu thì erythropoietin là một cái yếu tố kích thích được sản sinh chủ yếu ở thận, chiếm khoảng 90%, còn 10% nó được tổng hợp ở gan mà thôi.
Việc tăng erythropoietin thì nó sẽ xảy ra trong vài phút đến vài giờ khi mà có hiện tượng giảm oxy hóa máu ở mô. Sau khi mà erythropoietin tăng từ vài phút đến vài giờ, người ta lấy mốc khoảng 6 đến 7 tiếng ấy, thì cái hiện tượng erythropoietin nó sẽ tăng đến nồng độ tối đa sau khoảng 1 ngày 24 tiếng. Và lúc này thì khi nồng độ nó tối đa rồi thì nó mới đi qua được cấu trúc thuộc cái hệ thống võng nội mô của tủy xương để đi vào trong tiếp cận được với cả những cái receptor ở trên bề mặt thuộc cái nhóm tiền nguyên hồng cầu ureaser để hình thành được cái biệt hóa được những cái nhóm tế bào này cũng như thúc đẩy sự phân chia của tế bào này để tạo thành nên những cái tế bào máu mới. Thì chỉ khi mà cái nồng độ nó đạt được cái giá trị tối đa thì lúc đó thì cái hiện tượng sản sinh hồng cầu nó mới tăng. Các anh chị hình dung ạ. Thế nên là chúng ta cần phải rất phân biệt cái chỗ này. Đây người ta hỏi là nếu mà có hiện tượng tăng erythropoietin sau bao nhiêu lâu thì chỉ khoảng 6 đến 7 giờ nó đã tăng rồi. Thế nhưng mà cái tăng này nó gây hiệu quả để tạo máu thì nó phải mất khoảng 24 tiếng, tức là phải sau khoảng 1 ngày thì lúc đấy hồng cầu nó mới sản sinh tăng lên. Chứ còn nếu mà tăng chỉ ở trong máu thôi mà nó chưa vào trong tủy xương được thì cái quá trình sản xuất hồng cầu nó cũng chưa bắt đầu. Nên là phải nhớ cái chỗ này. Và sau khi sản sinh hồng cầu thì nhìn cái sơ đồ ở phía trên đấy, đúng không ạ? Nhìn phía sơ đồ ở phía trên, các chị thấy là cứ mỗi giai đoạn thì nó trung bình là nó mất 1 ngày để nó chuyển hóa từ cái tiền nguyên hồng cầu để nguyên hồng cầu bao dơ, nguyên hồng cầu đa sắc, nguyên hồng cầu lưới đấy, axit rồi nguyên hồng cầu lưới, rồi nó bắt đầu là đưa vào trong vòng tuần hoàn. Thì từ cái khi mà tiếp xúc với môi trường thiếu oxy, cụ thể là có hiện tượng giảm oxy hóa máu ở mô, thì sau khoảng 3 ngày chúng ta sẽ thấy xuất hiện được hồng cầu lưới. Và từ đây để cái chỗ này nó sẽ ứng dụng lâm sàng có một số cái câu hỏi nó liên quan đến những cái nhóm bệnh nhân nằm viện trong khoảng từ 3 ngày đến 5 ngày, tình trạng suy hô hấp đúng không ạ? Đấy, tình trạng suy tim, suy hô hấp phải cấp cứu. Đấy, giảm oxy máu trong khoảng từ 3 5 ngày thì sau bao nhiêu lâu ở trên xét nghiệm chúng ta sẽ hy vọng thấy rằng tìm được hồng cầu lưới. Thì phải nhớ rằng khoảng 3 ngày, đúng không? Khoảng 3 ngày, 5 ngày hay 7 ngày thì các anh chị sẽ phải lựa chọn được những cái đáp án là như vậy. Thế thì phải ứng dụng cái chỗ này để chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nhé. Rồi. Thì hồng cầu lưới của chúng ta nó được hình thành ở trong tủy xương. Nhưng mà sau khi nó được hình thành rồi thì nó không tồn tại trong đây, vì nó hồng cầu lưới là những hồng cầu không có chức năng. Thì nó sẽ đi vào trong máu và nó biệt hóa thành hồng cầu trưởng thành, mất từ khoảng 1 đến 2 ngày. Thì hồng cầu lưới bản chất là cái gì và vì sao người ta gọi là hồng cầu lưới? Thế thì trong cái quá trình biệt hóa hồng cầu thì anh chị thấy là ban đầu là nó có nhân, sau đó nhân nó mất đi và nó hình thành được những cái cấu trúc, đúng không? Là cấu trúc mạng lưới. Mạng lưới đây là mạng lưới là những cái dấu tích còn lại của cái màng nhân và những cấu trúc của nhân. Thì nó trông như là khi mà nhuộm thì đánh dấu được những cấu trúc này thì nó có hình mạng lưới mà thôi. Và khi nó trưởng thành rồi nó đi ra ngoài máu ngoại vi rồi. Khi ra ngoài máu ngoại vi thì có hiện tượng là cân bằng áp suất thẩm thấu. Và cân bằng áp suất thẩm thấu giữa hai bên màng cái hồng cầu thì hồng cầu bắt đầu nó trương lên. Đúng chưa ạ? Hồng cầu nó trương và nó căng ra. Thì những cái dấu ấn lên nó đã mất đi. Và chúng ta cũng không còn nhìn thấy hình hình ảnh dạng lưới đấy nữa. Đấy. Thì và vì thế thì chúng ta thấy là thì hồng cầu lưới nó sẽ đi ra ngoài huyết tương và mất khoảng 1-2 ngày thì gọi là hồng cầu trưởng thành và có cấu trúc hình đĩa lõm hai mặt không có nhân, đường kính khoảng 7,5 micromet, đúng chưa? Có tính mềm dẻo và chính nhờ cái hình đĩa lõm thì nó tăng cái khả năng tiếp xúc với oxy khi mà đi qua được vòng tuần hoàn mao mạch ở phổi, đúng chưa? Rồi. Đây là một cái ví dụ minh họa cụ thể hơn cho các anh chị vì sao khi mà thiếu oxy thì lại kích thích sản sinh được hồng cầu. Vì là gì? Khi thiếu oxy thì nó dẫn đến có một cái yếu tố người ta gọi là yếu tố phụ thuộc vào giảm oxy. Đấy, hiểu đơn giản như thế là một loại protein nó kích thích cái quá trình tổng hợp được erythropoietin từ phân tử DNA. Và khi có mặt của oxy thì oxy nó đóng vai trò là yếu tố ức chế được cái yếu tố phụ thuộc giảm oxy này. Và từ đó thì nhân tế bào các phân tử DNA nó không tổng hợp được erythropoietin nữa, không cần phải tổng hợp nữa bởi vì nó đủ rồi và những cái yếu tố này nó sẽ thoái hóa đi. Còn trong trường hợp mà chúng ta thấy là không có phân tử oxy
thì những cái yếu tố phụ thuộc vào việc giảm oxy này thì nó sẽ kết hợp, nó sẽ gì ạ, nó không được kết hợp với oxy thì nó sẽ hoạt hóa được nhân tế bào, tổng hợp được lên những phân tử erythropoietin và đưa vào trong vòng tuần hoàn, và từ đó thì chúng ta sẽ có được hiện tượng là tăng cái nồng độ erythropoietin trong vòng tuần hoàn. Và nhớ rằng là gì, có hai cơ quan tham gia hình thành erythropoietin, đó chính là thận chiếm khoảng 90% và thứ hai là gan khoảng 10%. Hai cái cơ quan này thì gan và thận là thực hiện được rất nhiều chức năng, trong đấy thì chức năng tạo máu cũng là một cái chức năng rất là quan trọng. Rồi thì đấy là vai trò của quá trình sản sinh hồng cầu cũng như là một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản sinh hồng cầu, biệt hóa của dòng tế bào hồng cầu. Thì trong cái quá trình sản sinh hồng cầu, ngoài cái việc là cần phải có yếu tố kích thích, đó chính là erythropoietin, thì cần phải có các nguyên liệu để cho cái quá trình tổng hợp này nó được diễn ra. Kích thích nó chỉ ra là giai đoạn đầu thôi, là giai đoạn khởi phát thôi, đưa cái động lực để cho cái tiền nguyên hồng cầu nó sẽ biệt hóa. Thế nhưng để biệt hóa được thì phải cần có nguyên liệu, mà nguyên liệu thì chúng ta thấy là gồm có axit folic và vitamin B12. Thứ hai là sắt tham gia quá trình tổng hợp được nguyên hồng cầu từ cái dạng nguyên hồng cầu axit. Đối với cả các yếu tố này thì nó là thuộc nhóm những cái nguyên tố vi lượng, vitamin, sắt là những nguyên tố vi lượng thôi, thì nó cần một lượng rất nhỏ nhưng lại có vai trò rất là lớn, vì là thiếu nó không được, vì thiếu thì nó lại ảnh hưởng đến quá trình hoạt hóa cũng như là tăng sinh của cái dòng hồng cầu. Người ta chia thành hai nhóm, một là sắt và thứ hai là axit folic và vitamin B12. Thì đối với sắt thì sẽ tham gia vào quá trình gì ạ, tổng hợp hemoglobin. Vì thế hemoglobin thì nó tổng hợp thì nó sẽ nằm ở trong bào tương. Vì sao? Bởi vì là hemoglobin là một phân tử protein, mà protein tổng hợp được thì phải nằm trong bào tương của các cái tế bào thuộc dòng hồng cầu. Thế nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của phiên mã cũng như dịch mã ở trong bào tương. Và vì thế thì các anh chị nhớ là gì, cái này nó chỉ nằm ở phía bên ngoài thôi. Còn đối với cả axit folic và vitamin B12 thì nó sẽ nằm ở trong nhân tế bào, nó ảnh hưởng đến cái quá trình biệt hóa cũng như là của tế bào hồng cầu thông qua việc là có hình thành được các cái phân tử, phân hình thành được các cái tế bào thuộc dòng hồng cầu mới hay không, thông qua cái hoạt động nguyên phân hay không. Phải có nó thì các axit amin và các cái phân tử DNA cũng như là RNA nó mới được phiên mã, nhân đôi lên và phiên mã, để chưa ạ? Thì nó là giai đoạn đầu, và vì thế nó sẽ ảnh hưởng đến nhân của các cái tế bào. Còn đối với tổng hợp hemoglobin là sắt thì nó ảnh hưởng đến bào tương. Và vì vậy thì nhìn vào đây thì sẽ thấy nó sẽ liên quan đến cái việc này, thiếu nó thì hồng cầu nó biến đổi về hình thái như thế nào. Một này, nếu mà axit folic và vitamin B12 nó thiếu thì cái nhân tế bào của chúng ta nó không hoạt động được bình thường, nó không nhân đôi lên được, không nhân đôi được nhưng trong bào tương của chúng ta vẫn có những cái phân tử không nhân đôi được nhưng mà vẫn có những cái phân tử ARN thông tin có sẵn, thì cái hoạt động tổng hợp nó vẫn còn. Thế nên là để mà tế bào phân chia thì nó phải có tế bào bào tương và nhân nó cùng phân chia. Bào tương thì chúng ta tổng hợp nguyên liệu rất là nhiều, nhưng nhân tế bào thì lại không tổng hợp được. Và nhân không tổng hợp được thì nhân không chia đôi. Và nhân không chia đôi thì kích thước của tế bào nó sẽ tăng lên. Và vì vậy thì thiếu axit folic và vitamin B12, chúng ta sẽ quan sát thấy hình ảnh, đó chính là hồng cầu có kích thước lớn hơn bình thường. Bình thường hồng cầu của chúng ta kích thước khoảng 80 đến 100 femtolit, còn trong trường hợp này kích thước lớn hơn 100 femtolit. Được chưa? Còn riêng đối với trường hợp ngược lại, thiếu axit sắt thì nó ảnh hưởng đến cái hoạt động gì ạ? Ảnh hưởng đến cái hoạt động tổng hợp hemoglobin ở bào tương, nhưng mà nhân thì vẫn chia bình thường. Thế vì vậy, nhân thì chia đôi thì tế bào nó đã nhỏ đi rồi. Nếu mà có hiện tượng là tổng hợp hemoglobin thì tế bào nó sẽ lớn hơn, lớn lên bằng cái kích thước bình thường. Thế nhưng bây giờ không tổng hợp được hemoglobin nữa thì bào tương nó không to ra. Bào tương nó không to ra thì làm cho kích thước của tế bào nó sẽ nhỏ lại. Và vì vậy, trong cái quá trình mà tổng hợp hemoglobin mà bị rối loạn do thiếu sắt, thì cái hình ảnh của cái tế bào hồng cầu trong máu ngoại vi của chúng ta ấy, nó sẽ là những cái tế bào hình ảnh có hồng cầu nhỏ, đúng không ạ? Hồng cầu nhỏ thì đương nhiên nó sẽ bất thường này, to nó cũng bất thường và nhỏ cũng bất thường. Liên quan đến cái chức năng của màng hồng cầu thì phần sau nó sẽ có một cái phần liên quan đến màng.
Thì trong trường hợp này thì các anh chị đã giải thích được vì sao thiếu axit folic vitamin B12 hồng cầu nó lại kích thước lớn, thế còn thiếu sắt thì hồng cầu nó kích thước nhỏ, đúng không ạ? Đấy là hình thái nó rất là đặc hiệu. Còn làm nào để đo được kích thước hồng cầu thì chắc là không cần phải nói nữa, bởi vì chúng ta đã làm rất là nhiều rồi, xét nghiệm cùng thương máu, đúng không? Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, hoặc là các anh chị có thể quan sát chi kính hiển vi và chúng ta sẽ đo được cái kích thước của nó. Rồi. À, đối với cả axit folic và vitamin B12 là hai cái loại yếu tố mà tham gia vào quá trình sản sinh hồng cầu được hấp thu từ môi trường bên ngoài. Cơ thể của chúng ta không sản sinh ra được. Nhớ nhé, là cơ thể chúng ta không sản sinh ra được các cái yếu tố này nên bắt buộc phải đưa vào từ môi trường bên ngoài. Vitamin B12 và axit folic thì sau khi đi vào trong cơ thể người phải đi qua dạ dày. Thì đi qua dạ dày thì nhờ một cái yếu tố gọi là yếu tố nội của dạ dày được tiết ra từ tế bào thành của vùng hang vị. Nó sẽ kết hợp với cả cái vitamin B12 và đưa cái phân tử vitamin B12 này xuống cái đoạn qua tá tràng này, hỗn tràng rồi đến hồi tràng. Và tại cái hồi tràng này thì mới diễn ra quá trình hấp thu của vitamin B12 đi vào trong máu. Thông cũng đúng chưa? Đi vào trong máu và sẽ chuyển vào các cái tế bào hồng cầu ở tủy xương. Chuyển vào hồng cầu từ tủy xương và tham gia vào cái hoạt động là tổng hợp và biệt hóa được cái dòng tế bào hồng cầu. Thế còn axit folic thì sao? Axit folic của chúng ta thì lại được hấp thu khá là sớm, nó chẳng cần cái yếu tố nào cả. Nó được hấp thu ngay từ cái đoạn tá tràng, và khi đi vào tá tràng, đi vào trong máu thì nó sẽ được đưa đến cái tủy xương và tham gia vào cái quá trình biệt hóa của cái dòng hồng cầu ở đây. Và từ đây thì các anh chị thấy một này, cái yếu tố mà ảnh hưởng đến việc hấp thu vitamin B12, một đó chính là yếu tố nội của dạ dày. Nếu mà thiếu yếu tố nội thì đương nhiên là dạ dày của chúng ta thiếu yếu tố nội thì vitamin B12 không hấp thu được. Yếu tố nội thì nó sản sinh ra vùng hang vị, nên có bất kỳ cái can thiệp nào vào cái vùng hang vị này là cái vùng chủ yếu sản sinh ra yếu tố nội, thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thu của vitamin B12. Ví dụ cắt dạ dày, loét dạ dày, đúng không ạ? Ung thư dạ dày thì đều ảnh hưởng đến vitamin B12, và từ đó thì dẫn đến là rối loạn cái quá trình tạo máu, đó là thiếu máu, đúng không ạ? Sau khi đi vào trong tủy xương thì vitamin B12 và axit folic nó sẽ trao đổi cái nhóm betin với nhau, hình thành nên cái phân tử axit folic không có nhóm betin, người ta gọi là axit folic thôi, còn đây là betin, thì được đưa vào trong nhân tế bào và tham gia quá trình tổng hợp DNA, thì như phía trên đã nói rồi. Đối với vitamin B12 là một loại vitamin tan trong nước, thì các anh chị thấy là cơ thể thì có hai cái nhóm vitamin là tan trong dầu và tan trong nước. Loại tan trong nước thì được dự trữ nhưng mà với số lượng rất là ít thôi, còn loại tan trong dầu thì được dự trữ với một số lượng lớn hơn. Loại tan trong nước này thì vitamin B2 thì nó có thể dự trữ ở trong gan, cung cấp cho cơ thể người trong khoảng thời gian là 3 năm. Nói là 3 năm thôi, nhưng với một điều kiện là chúng ta cần phải thường xuyên đổi mới nó. Thế nếu mà cắt hẳn cái nguồn vitamin B12 đi thì cái lượng vitamin B12 dự trữ nó cứ giảm dần giảm dần. Và lúc đó thì cũng chưa cần 3 năm thì đã biểu hiện đến thiếu của cái vitamin B12 rồi. Vì sao ạ? Bởi vì vitamin B12 và axit folic luôn luôn cần phải có đảm bảo một cái tỷ lệ hấp thu thì nó mới có cái hoạt động. Thế ví dụ là yêu cầu của nó là hấp thu với tỷ lệ là 1:1, tức là một phân tử vitamin B12 cần có một axit folic. Bây giờ chúng ta chỉ có 5 phân tử vitamin B12 nhưng mà lại 10 phân tử axit folic thì tỷ lệ bây giờ nó là 0,51, thì cái hoạt động nó cũng không phải là giảm đi còn 1/2 nữa đâu, nó chỉ còn khoảng 20 đến 30% thôi. Do vậy thì luôn luôn cần phải đảm bảo được cái tỷ lệ cân bằng giữa vitamin B12 và axit folic. Và vì vậy thì nhớ là gì? Một này là cái quá trình hấp thu vitamin B12 nó được hấp thu phụ thuộc vào yếu tố nội, được hấp thu ở vùng hồi tràng và đưa vào trong máu. Một phần thì nó dự trữ ở trong gan và một phần thì đi vào trong tủy xương. Thế còn axit folic thì nó được hấp thu từ tá tràng và đi trực tiếp vào trong tủy xương, trao đổi được với vitamin B12. Chưa ạ? Đấy là cái yếu tố đầu tiên là cái quá trình hấp thu và sản sinh của hấp thu của vitamin B12 và axit folic. Thứ hai nữa là hemoglobin thì được tổng hợp từ sắt cộng với cả các cái phân tử globin kết hợp lại với nhau để tạo thành một cái phân tử gọi là hemoglobin, gồm có nhân hem và các cái chuỗi globin, là chuỗi protein đấy,
Nhân hem của chúng ta thì cần có một nguyên tử sắt ở phía trung tâm và xung quanh thì nó được cấu tạo bởi cái vòng porphyrin. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái việc là hấp thu sắt như thế nào đã, đúng không ạ? Sắt thì thường có ở trong thức ăn, trong thuốc các anh chị đưa vào trong cơ thể. Khi mà có thức ăn và có thuốc đi vào trong cơ thể người thì cái phân tử sắt thường tồn tại ở dạng là sắt 3. Tự nhiên thì sắt nó tồn tại ở sắt 3 bởi vì là nó có tính oxy hóa. Thế còn sắt 2 thì lại có tính khử. Thế do vậy khử thì nó lại dễ bị oxy hóa vì trong cơ thể, trong môi trường có rất nhiều oxy. Vì thế thì hầu hết cái sắt mà đưa vào thức ăn ấy, nó sẽ là sắt 3. Mà sắt 3 thì cơ thể không sử dụng để tổng hợp được hemoglobin. Và vì vậy nó cần phải có hoạt động là chuyển từ sắt 3 thành sắt 2. Mà hoạt động này thì cần có vai trò của cái axit chloric ở trong dạ dày. Trong cái cơ thể người, trong cái đường ống tiêu hóa thì chỉ có mỗi đoạn dạ dày là có môi trường axit thôi. Còn các đoạn khác của ống tiêu hóa thì nó lại là môi trường kiềm. Và vì vậy thì cái môi trường axit của dạ dày nó rất quan trọng cho cái việc là chuyển hóa từ sắt 3 thành sắt 2. Thì sau khi sắt mà đã được chuyển hóa, đúng không ạ, nó hấp thu vào thì nó sẽ đưa vào trong trong máu. Sắt đưa vào trong tế bào, hấp thu vào trong tế bào, kết hợp được một cái phân tử vận chuyển sắt, đó chính là phân tử apoprotein. Cái apoprotein này kết hợp với sắt ở trong tế bào thì người ta gọi đây là ferritin. Còn nếu mà phân tử sắt đi vào trong vòng tuần hoàn kết hợp với một phân tử vận chuyển ở trong vòng tuần hoàn thì người ta gọi là phân tử transferrin. Transferrin là dạng vận chuyển ở trong huyết tương, còn ferritin là một cái dạng dự trữ, thường nhé, là nó sẽ tồn tại ở trong tế bào. Và lại có một cái đặc điểm rất là hay nè, các cái phân tử ferritin này khi nằm ở trong tế bào thì lại có hiện tượng tách pha, tức là nồng độ cao quá thì lại tụ lại với nhau. Và khi nó có nồng độ cao nó tụ lại với nhau thì cái cấu trúc người ta gọi nó bây giờ nó gọi là phân tử hemosiderin. Phân tử hemosiderin bản chất là hiện tượng kết tụ của những phân tử ferritin ở trong tế bào. Được chưa? Và vì thế thì người ta bảo là gì? Ferritin là dạng dự trữ, còn gì ạ? Transferrin là dạng vận chuyển của sắt. Nếu hiểu là đơn thuần là như thế. Thì sau khi mà ferritin đúng không? Được hình thành, transferrin hình thành thì chính nhờ các phân tử vận chuyển này nó đưa sắt đến tủy xương và tham gia vào quá trình sản sinh hồng cầu ở tủy xương. Tiếp nữa này, thế các anh chị có đặt câu hỏi là vì sao cần phải có phân tử transferrin đó, mà không cần phải sắt nó lưu hành ở trong máu được không? Thế thì đương nhiên là phân tử sắt, nếu mà gọi là phân tử sắt thì sắt 2 hoặc sắt 3 thì nó không có cái tính tan tốt để có thể lưu hành được. Mà nếu nó lưu hành đi chăng nữa thì nó, việc mà nó đi vào trong tủy xương để nó đi vào đúng cái tế bào hồng cầu thuộc cái dòng hồng cầu nó là khó khăn. Vì là gì? Khi mà đi thì phải có cái gì ạ? Phải có visa đúng không? Là phải có cái yếu tố nào đấy để bảo là đây đúng là cái nơi cần đến. Thì chính nhờ cái phân tử transferrin này khi đi qua được cái mạng lưới mao mạch ở trong tủy xương thì nó sẽ dừng lại nhờ sự kết hợp được với những cái phân tử receptor thuộc những cái vùng cấu trúc này và giải phóng ra phân tử sắt. Và khi giải phóng ra sắt thì sắt nó sẽ đọng lại và trong các cái tế bào thuộc dạng hồng cầu đúng không? Ở trong cái tủy xương và tham gia vào quá trình sản sinh hồng cầu. Đấy là vai trò của cái transferrin. Thế vậy thì thiếu transferrin cũng không được, đúng không ạ? Thiếu transferrin thì không có phân tử vận chuyển, mà bản chất của transferrin chính là có những cái phân tử apoprotein, mà apoprotein là protein vận chuyển thì nó được tổng hợp gan, và vì thế thì chức năng gan mà suy giảm thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc tổng hợp sắt, đúng không? Thông qua vận chuyển sắt thông qua cái việc là không tổng hợp với transferrin. Rồi, chúng ta đã học thì biết thì ở người trưởng thành thì có 96% là HbA1, 2% là HbA2, còn 2% là HbF, đúng không ạ? Thế còn bào thai thì chủ yếu là HbF. Và vì sao HbF ở trong bào thai nó lại tăng cao hơn ở người trưởng thành? Vì là gì? Hàng rào máu nhau thai, hàng rào nhau thai ấy, hàng rào máu của nhau thai là phân tách giữa cơ thể con và cơ thể mẹ. Máu không hòa trộn vào với nhau, máu của con không vào trong vòng tuần hoàn của mẹ và ngược lại. Thế do vậy, khi đi qua cái khu vực ranh giới giữa hai cái hàng rào máu nhau thai thì oxy nó phải được trao đổi từ máu của mẹ đi vào máu của con. Mà con nó phải có khả năng giành giật được oxy với máu mẹ thì lúc đó oxy nó mới vào trong vòng tuần hoàn của con.
Và vì vậy thì cái HBF ấy, cái phân tử HBF có hai chuỗi alpha và hai chuỗi gamma ấy, thì nó có ái lực với oxy cao hơn, tức là cái khả năng giành giật oxy của nó lớn hơn so với cả phân tử HBA1, HBA. Và vì vậy thì ở bào thai nó cần phải có HBF. Thế còn đến giai đoạn trưởng thành rồi, khi mà đã sinh ra đời rồi, nồng độ oxy ở trong máu, à, trong không khí quá lớn rồi, nhiều đến cái mức mà chỉ cần thở cũng có oxy rồi, không cần phải đợi phụ thuộc vào trong vòng tuần hoàn của mẹ nữa, thì cái HBF này không cần thiết phải tổng hợp nữa. Giai đoạn này đã thay thế dần bằng phân tử HBA, HBA1, HBA2. Và vì vậy thì ở người trưởng thành của chúng ta sẽ có 96% là HBA1, hai chuỗi alpha và hai chuỗi beta. Đột biến xảy ra ở hai cái chuỗi này hình thành nên cái bệnh HBE, H và HBS, rối loạn hồng cầu hình liềm đấy, được không ạ? Tiếp này, chúng ta đã biết là một phân tử hemoglobin thì nó sẽ vận chuyển được bao nhiêu phân tử oxy thì chúng ta đều biết, đúng không ạ? Và chúng ta thấy này, trong một phân tử hemoglobin thì chúng ta sẽ có các cái nhân hem. Chúng ta thấy là có bốn cái chuỗi, chúng ta có bốn cái chuỗi đây, đúng không? Hai chuỗi alpha rồi hai chuỗi beta này, và nó kết hợp với cả bốn cái nhân hem. Và trong một cái nhân hem thì nó có một nguyên tử sắt và xung quanh là một cái vòng porphyrin chín. Thì cái phân tử sắt đây là phân tử sắt 2. Thì các anh chị nào học hóa ngày xưa thì chúng ta biết là phân tử sắt 2 thì có khả năng tạo phức. Và khi hình thành phức thì tức là nó là một cái dạng liên kết mà yêu cầu có một cái nguyên tử sắt hoặc là nguyên tử kim loại ở trung tâm và xung quanh là những nguyên tử khác, thì ở đây sắt là một cái ion trung tâm. Nó sẽ tạo thành một cái chuỗi gồm có 6 liên kết, trong đó 4 liên kết được hình thành với 4 nguyên tử nitơ thuộc cái vòng porphyrin 9, còn hai cái electron tự do của nó thì nó sẽ để chờ. Và đây chính là hai cái ion, hai cái electron mà sẽ hình thành liên kết với cả phân tử oxy. Liên kết này rất là lỏng lẻo thôi, khi cần nó sẽ nhả ra được. Đấy, thì người ta gọi đây là cấu trúc phức chất của các phân tử hem. Thế cái đặc tính phức này nó hay ở chỗ là nó sẽ rất là dễ giải phóng, đúng không? Khi mà thay đổi nồng độ là nó đã giải phóng ra rồi, đúng không? Ái lực cao hơn là nó cũng đã giải phóng ra rồi. Và vì thế thì chúng ta thấy là sắt của chúng ta nó đóng vai trò là một cái ion trung tâm. Xung quanh của nó thì gồm có các cái liên kết, trong đó thì oxy, hai phân tử oxy gắn vào đây đóng vai trò là hai cái chuỗi liên kết với cả nguyên tử sắt. Và từ đó thì giúp cho chúng ta thấy một cái nhân hem thì sẽ vận chuyển được hai cái phân tử oxy. Và trong một phân tử hemoglobin thì có bốn cái nhân hem thì sẽ vận chuyển được 8 cái phân tử oxy. Và từ đó thì cứ nhân lên xem trong tế bào hồng cầu có nồng độ hemoglobin là bao nhiêu thì sẽ biết được nó vận chuyển được bao nhiêu oxy, đúng không ạ? Bình thường thì ở nam giới có nồng độ oxy cao hơn ở nữ giới. Vậy thì cái yếu tố nào giúp cho oxy ở nam, nồng độ hemoglobin ở nam nó lại cao hơn? Tức là nó phải liên quan đến việc là vì sao nó lại tổng hợp nhiều hơn, đúng không ạ? Và quá trình tổng hợp này chính là quá trình sản sinh hồng cầu đấy. Hồng cầu ở nam lại nhiều hơn ở nữ. Thì ngoài cái việc có cái hiện tượng kích thích của EPO thì ở nam giới nó còn có thêm cái testosterone kích thích cho cái quá trình sinh hồng cầu. Trong sách viết ra rõ rồi. Và vì vậy thì nó giúp cho cái nồng độ hemoglobin ở nam cao hơn ở nữ. Bản chất là do hồng cầu ở nam có số lượng nhiều hơn ở nữ. Được chưa? Đấy là nhớ một ý là như vậy. Sau khi mà hemoglobin được hình thành xong, đúng không? Hết một cái chu kỳ sống của nó thì nó phải thoái hóa đi. Người ta gọi là quá trình chuyển hóa của hemoglobin. Những phân tử hồng cầu già thì nó sẽ được thoái hóa. Sinh ra ở đâu thì nó lại chết ở những cái khu vực gần đó. Có bản chất tương tự như thế. Sinh ra là tủy xương là một hệ thống võng, thì bây giờ nó sẽ chết ở một cái cấu trúc võng nội mô, nhưng mà nó là gì, tương tự như vậy thôi, nó là gan hoặc nó là tủy xương. Và tại những cái cấu trúc này thì hồng cầu già, hồng cầu biến đổi về hình dạng và kích thước, thì khi đi qua hệ thống võng nội mô nó không có khả năng uốn éo để đi qua được, và vì vậy thì nó sẽ bị gì ạ, thoái hóa đi. Thoái hóa này bản chất là gì, hồng cầu nó mất về mặt chức năng thì nó không điều hòa được cân bằng nồng độ ion giữa hai bên màng, nó sẽ trương lên và nó tan ra. Khi nó tan ra như vậy thì thành phần bên trong hồng cầu có hemoglobin và sẽ thoái hóa thành các chuỗi globin và phân tử sắt. Nhân hem của chúng ta sẽ được giải phóng ra. Globin thì được vận chuyển nhờ haptoglobin.
đưa đến gan và tái tổng hợp lại. Sắt thì được transferrin ở trong huyết tương vận chuyển, đúng không ạ? Còn nhân hem, nhân hem là một cái cấu trúc vừa rồi các anh chị nhìn rồi đấy, thì chuỗi globin này thì nó sẽ được chuyển hóa nhờ gan để tạo thành cái phân tử bilirubin. Nếu mà bilirubin gắn với protein, bilirubin thì nó không tan trong nước, vậy thì để nó vận chuyển được thì bắt buộc nó phải gắn với một loại protein, và khi gắn với protein thì người ta gọi đây là các cái bilirubin gián tiếp, đúng chưa? Sau khi mà bilirubin gián tiếp được hình thành ở trong huyết tương thì nó sẽ đi qua gan để bị các tế bào gan bắt giữ, và sau đó thì được kết hợp với cả acid glucuronic để hình thành lên cái bilirubin liên hợp. Đây là cái loại mà bilirubin trực tiếp, đúng chưa? Vì sao người ta lại gọi là trực tiếp, vì sao lại gọi là gián tiếp, thì trong hóa sinh các anh chị học rồi, trực tiếp tức là đo được luôn, đúng không? Đo được ngay. Thế còn gián tiếp là phải lấy tổng lượng heroin trừ đi trực tiếp thì ra cái thằng gián tiếp. Thì đấy vì sao lại gọi là trực tiếp với gián tiếp. Thì chúng ta cứ gọi là bilirubin không liên hợp, tức là nó chưa liên hợp với gluconic, còn loại thứ hai là bilirubin liên hợp. Thế thì đến cái phần này liên hợp với cả không liên hợp với cả tế bào gan này, thì nó có một cái nhóm câu hỏi liên quan đến cái việc là gì? À, trong cái bệnh ABC này thì có nồng độ bilirubin liên hợp tăng cao, nồng độ bilirubin không liên hợp tăng cao, thì nguyên nhân nó thường gặp ở đoạn nào, thì các anh chị sẽ dựa vào đúng cái sơ đồ này để chúng ta biết là gì, phần nào tăng cao, đúng không ạ? Ví dụ như là nếu mà cái quá trình tế bào gan không bắt giữ được thì cái nồng độ bilirubin không liên hợp hay gián tiếp nó tăng lên rất là cao, còn bilirubin liên hợp thì nồng độ dần thấp. Đấy thì chúng ta hiểu là cái bệnh lý nó đang xảy ra ở tế bào gan, đúng không? Từ gan trở ra. Tiếp nữa này, sau khi mà bilirubin liên hợp nó đã được hình thành rồi, bản chất là bilirubin là cái thành phần đào thải, đúng không? Cơ thể không sử dụng được thì nó phải được bài xuất ra ngoài, thì một phần nó sẽ được chuyển ngược trở lại ở trong máu vì cái loại này tan được trong nước. Thế còn cái loại mà không tan trong nước thì người ta gọi là loại không liên hợp cơ, đúng không? Nhưng mà chuyển vào trong máu với một lượng rất là nhỏ thôi, khoảng 20%. Một phần lớn hơn nữa là 80% thì nó được di chuyển chuyển xuống đường tiêu hóa thông qua cái đường mật, nó bài tiết ra mật cùng với cả muối mật và xạ tô mật đấy, và chuyển xuống đường tiêu hóa chuyển thành urobilinogen và scopolamine nogen, rồi chuyển thành scopolamine ở trong phân, và nó có màu gì ạ? Màu vàng. Bilirubin ở trong nước tiểu có gồm urobilinogen thì nước tiểu nó cũng có màu vàng, và từ đó thì chúng ta thấy là gì, nước tiểu và phân nó đều có màu vàng, đây chính là cái màu sắc của cái urobilinogen. Còn scopolamine thì nó màu xanh cơ, đúng không? Nhưng mà khi mà có bilirubin thì nó lại chuyển thành màu vàng đấy, phân nó lại màu vàng. Thì đây là cái quá trình chuyển hóa của hemoglobin tại cái khu vực của cái slide mà học về hoạt động chuyển hóa của hemoglobin, thì cần phải nhớ đó là loại nào là loại trực tiếp, loại nào là gián tiếp, tăng trong trường hợp nào, giảm trong trường hợp nào. Thì đến cái phần câu hỏi đấy thì các anh chị sẽ phải lưu ý đúng cái sơ đồ này để chúng ta có thể biện luận được và trả lời nhé. Rồi, thế đấy là cái phần đầu tiên của việc rối loạn của cái phần sinh lý học hồng cầu, đó là quá trình sản sinh hồng cầu. Trong cái quá trình sản sinh các nhóm tế bào hồng cầu thì đấy là những vấn đề mà cần phải có mức độ thông hiểu và mức độ vận dụng để chúng ta trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm. Còn vấn đề học thuộc thì có, nhưng mà số lượng nó rất là ít thôi, câu hỏi ít thôi, vì đòi hỏi của sau đại học rồi, đòi hỏi của trình độ nội trú, cao học với cả chuyên khoa rồi, thì các thầy cô sẽ hạn chế được cái nhóm câu hỏi học thuộc đi, nó chỉ còn là những câu hỏi hiểu và mức độ vận dụng thôi. Vì thế thì những vấn đề mà đã nhấn mạnh với các anh chị là những vấn đề mà đã gặp rất nhiều ở trong những cái format của những cái năm gần đây, thì chúng ta sẽ lưu ý vào nội dung mà chúng ta đã trao đổi ở phía trên, nó kiến thức nó rất là nhiều. Sang phần thứ hai nữa là thuộc ứng dụng của tàu hồng cầu, đó là ứng dụng của đặc điểm sinh lý tàu hồng cầu trong lâm sàng, thì người ta sẽ đi xác định được nhóm máu, đúng không ạ? Trong cơ thể của chúng ta thì nhóm máu người ta được định nghĩa là việc xuất hiện của các loại kháng nguyên ở trên bề mặt hồng cầu, thì đó chính là yếu tố để xác định nhóm máu. Mà trên bề mặt hồng cầu thì có rất nhiều nhóm kháng nguyên đặc hiệu và có khoảng trên 30 cái loại nhóm kháng nguyên khác nhau, vì thế thì chúng ta có khoảng hơn 30 loại nhóm máu khác nhau. Thế nhưng mà để mà định danh được hết tất cả các loại nhóm máu đấy thì nó
không cần thiết và không thể dùng phổ thông được. Và vì vậy thì chỉ tập trung vào một số loại kháng nguyên mà có tính ứng dụng cao, không có nó thì chết, đúng không? Không có nó thì ảnh hưởng đến tính mạng. Và vì vậy người ta đã lựa chọn và phát hiện được hai cái dòng, hai cái nhóm kháng nguyên, đó là nhóm kháng nguyên ABO và nhóm kháng nguyên RH. Hai nhóm kháng nguyên này thì đại diện cho hai loại nhóm máu, đó là nhóm máu ABO và nhóm máu RH. Đối với cả nhóm máu ABO thì dựa vào sự xuất hiện của các kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu để xác định được nhóm máu, được chia thành nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Vì sao lại thích dùng cái hình này như thế? Bởi vì cái hình này nó rất là minh họa một cách rất là trực quan cho cái việc xuất hiện của các kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu. Đối với nhóm máu A được biểu diễn bằng những cái kháng nguyên A là những cái chấm màu tím này, hồng tím. Thế còn nhóm máu B là những cái hình lục giác, hình hình vuông màu xanh. Thế còn cái đường đen đen này này, cái mà cắm trực tiếp vào nối giữa các kháng nguyên với cả cái hầm màng tế bào hồng cầu này, tại sao nó lại không gắn trực tiếp vào mà nó cần cái đen đen ấy? Thì cái đen đen đấy người ta gọi là cái yếu tố cái đen đen ấy, đó chính là cái yếu tố H, đúng không? Là cái kháng nguyên H. Đấy thì các anh chị đang nghe cái câu chuyện về cái nhóm máu O bom bay rồi đấy, đúng chưa ạ? Thì tí nữa sẽ nói. Thế thì nhóm máu A là cái nhóm mà có kháng nguyên A, nhóm máu B là có kháng nguyên B. Còn nhóm máu AB là trên bề mặt hồng cầu có cả kháng nguyên A và cả kháng nguyên B. Tương ứng này, trong máu mà trong mặt hồng cầu mà có kháng nguyên A thì trong huyết tương đương nhiên là không thể có kháng thể kháng A được, vì có thì nó ngưng kết mất. Vì vậy thì nó phải có kháng thể kháng B và cứ lần lượt như vậy. Thế còn nhóm máu O thì trên bề mặt hồng cầu không có kháng nguyên A và không có kháng nguyên B. Thế thì có một cái tình huống xảy ra vào năm 1952, đó là cái hiện tượng nhóm máu O bom bay ở Ấn Độ đấy, đúng không ạ? Thì người ta tiến hành truyền máu cho một người có nhóm máu O sang một người có nhóm máu O thì lại xảy ra hiện tượng ngưng kết. Vậy thì người ta bảo đặt ra vấn đề là gì? Vậy thì cái hiện tượng ngưng kết này nó xảy ra do hai cái nhóm máu O này nó bị bất đồng với nhau hay sao? Không phải. Mà đây bản chất là gì? Cái người nhận mà có nhóm máu O ấy thì nó không phải là không có kháng nguyên A và không có kháng nguyên B, mà bản chất của người ta là không có cái kháng nguyên H này, là không có cái yếu tố mà giúp cho yếu tố A và yếu tố B gắn vào bề mặt hồng cầu. Thế vì thế, người nhóm máu O đáng nhẽ là trong huyết tương của người ta nó sẽ có anti A và anti B. Thế nhưng mà cái người có nhóm máu O bom bay thì bản chất là người ta có nhóm máu A hoặc nhóm máu B. Vì vậy thì trong huyết tương nó sẽ thiếu hụt một trong hai cái loại kháng nguyên này. À, trong huyết tương nó thiếu hụt một hai trong hai loại kháng thể. Nhưng mà trong bề mặt hồng cầu thì nó lại có kháng nguyên. Vì vậy thì nếu mà sử dụng máu của cái người nhóm máu O bom bay này truyền cho những cái người có nhóm máu O hoặc là thậm chí là nhóm máu A, nhóm B thì lại xảy ra hiện tượng ngưng kết vì bất đồng nhóm máu, dẫn đến là có hiện tượng ngưng kết. Thì đây là lưu ý riêng là chúng ta sẽ có nhóm máu A, nhóm máu B, nhưng mà để có nhóm máu A, nhóm B thì phải cần có yếu tố này, người ta gọi là yếu tố H, được chưa ạ? Rồi, xong về phần nhóm máu. Thế đối với nhóm câu hỏi phần nhóm máu thì đó chính là việc ứng dụng trong truyền máu, thì chúng ta phải nhớ cái sơ đồ truyền máu. Sơ đồ truyền máu là chắc là không khó cho cái việc nhớ của các anh chị. Nhưng mà khó ở cái việc là xác định được nhóm máu thông qua được kiểu gen xác định nhóm máu. Người ta gọi đây là di truyền nhóm máu. Thì đối với di truyền nhóm máu thì là một cái tương tác đa len, tức là gồm có alen IA, IB và IO, hay là y nhỏ đấy, gọi IO đi cho nó dễ dễ gọi. Thì IA và IB thì đồng trội so với IO, do vậy là cứ có thể xuất hiện một IA hoặc một IB cùng với cái IO thì cái IO nó sẽ không biểu hiện mà sẽ biểu hiện kiểu hình của cái IA hoặc IB. Còn IA và IB là hai cái alen mà nó có tương tác, có cái hiệu lực tương đồng như nhau, do vậy nó cùng biểu hiện và vì thế thì hình thành nên cái nhóm máu IA IB gọi là nhóm máu AB, được chưa ạ? Thì đây là cái hiện tượng di chuyển nhóm máu. Mà có cái nhóm câu hỏi thuộc cái phần di chuyển nhóm máu là gì? Xác định kiểu gen của con dựa vào kiểu gen của bố mẹ, hoặc là xác định kiểu gen của bố mẹ dựa vào những kiểu gen xuất hiện ở các thế hệ con cái, thì chúng ta hoàn toàn có thể vẽ cái sơ đồ lai ra, đúng không, để chúng ta xác định được. Thì còn sơ đồ lai như thế nào thì các anh chị học y thì đều học sinh học rồi, chúng ta đều học từ sinh học lớp 9 rồi, thì đến cái phần đấy thì chúng ta sẽ ôn lại. Nhưng mà nhớ là gì?
một nhóm câu hỏi thuộc về di chuyển nhóm máu, một nhóm câu hỏi thuộc về sơ đồ truyền máu, được chưa? Tiếp, một nhóm hệ nhóm máu khác mà ứng dụng trong lâm sàng nhiều, chủ yếu lâm sàng sản khoa, đó là các nhóm máu RH, cũng dựa vào sự xuất hiện của các kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu mà ở đây người ta gọi là kháng nguyên RH. Kháng nguyên này còn gọi tên gọi khác là kháng nguyên D. Có mặt của kháng nguyên D thì người ta gọi là RH dương, còn không có kháng nguyên D thì gọi là RH âm. Và hầu hết trong quần thể của chúng ta là những người có nhóm máu RH dương, đúng không? Tức là có kháng nguyên D, là có cái gen RH, và gen này thì tổng hợp được protein là anti-D và đưa lên bề mặt hồng cầu, và sự xuất hiện của nó thì đồng nghĩa với việc là trong huyết tương không có kháng thể, đúng không ạ? Nếu mà nó không có kháng nguyên thì nó sẽ có kháng thể. Còn bây giờ nó có kháng nguyên rồi thì trong huyết tương của chúng ta không có kháng thể kháng RH. Và kháng thể kháng RH nó chỉ xuất hiện ở những người có nhóm máu RH âm. Và vì vậy thì những người có nhóm máu RH âm mà nhận máu của những người có nhóm máu RH dương thì đương nhiên cái tế bào hồng cầu đó khi mà truyền vào trong cơ thể của người nhận thì nó sẽ bị ngưng kết với cả kháng thể kháng RH ở trong cơ thể của người nhận RH âm. Vì vậy thì việc xác định nhóm máu RH có vai trò quan trọng, cũng tương tự như việc xác định nhóm máu ABO, đặc biệt là trong vấn đề sản khoa. Thì nhóm máu ABO, đúng không? Kháng nguyên A, kháng nguyên B, rồi kháng thể kháng A, kháng thể kháng B là những kháng thể mà không đi qua được hàng rào nhóm máu nhau, hàng rào nhau thai. Vì nó có cái cấu trúc kháng thể chúng ta nhớ là có IgG, IgM, IgA, IgD đấy. IgE thì Ig thuộc ABO thì đó là kháng thể thuộc cái nhóm IgM, cấu tạo gồm có 5 cái chuỗi hình chữ Y đấy. Thế còn cái nhóm RH thuộc cái kháng thể của nó thì lại có cấu trúc của IgG, kích thước rất nhỏ, hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể đi qua hàng rào máu nhau thai để vào trong vòng tuần hoàn của thai nhi. Nhưng mà phải có yếu tố kích thích cơ thể của cái người mẹ RH âm. Đó chính là một cái hiện tượng chuyển dạ. Một cái hiện tượng rất thông thường khi mà chuyển dạ sinh, đúng không ạ? Bình thường nếu mà một người chồng RH dương lấy một người vợ RH âm thì đứa con đương nhiên nó có thể có xuất hiện RH âm rồi, à RH dương rồi. Vì là RH dương là đồng trội, là trội. Còn RH âm đó chính là lặn. Thì khi trội lai với lặn thì đương nhiên sẽ xuất hiện kiểu gì thì kiểu... cũng thấy có thể xuất hiện được cái RH RH dương. Thế thì từ đó thì bình thường đứa con lần đầu, đúng không? Thì đứa con nó nằm trong bụng mẹ, nó chưa đi ra ngoài, nó chưa sinh ra ngoài, chưa chuyển dạ thì máu của mẹ và máu của con chưa tiếp xúc với nhau bởi vì nó ngăn cách bởi hàng rào máu nhau thai mà, phải trao đổi thông qua cái hàng rào nhau thai đó. Thế khi chuyển dạ thì cái bánh rau nó bong ra, và khi bánh rau bong ra ngoài thì cái máu con nó gì ạ? Nó rơi rớt vào trong lòng của tử cung và nó tiếp xúc được với máu mẹ, tức là nó đóng vai trò như một yếu tố kháng nguyên hoạt hóa được cái hệ miễn dịch của cơ thể mẹ đối với cả cái kháng nguyên RH. Và cơ thể người RH trừ thì đương nhiên sẽ sản sinh ra được cái anti RH rồi, và từ đó thì các kháng thể này nó sẽ tồn tại trong cơ thể của người mẹ và rất dễ dàng đi qua hàng rào máu nhau thai ở những cái lần sinh con tiếp theo, mang thai tiếp theo. Và vì vậy thì nếu mang thai lần thứ hai, lần thứ ba thì nguy cơ cao là đứa con nó sẽ bị tiếp nhận các kháng thể kháng RH này và ảnh hưởng đến cái hoạt động sống của thai nhi, mà tức là hồng cầu nó sẽ bị phá hủy. Mà hồng cầu phá hủy thì dẫn đến là không có oxy để vận chuyển nuôi các cái tế bào của thai nhi, đúng không ạ? Và vì vậy thì tế bào thai nó sẽ bị chết, và lúc đó thì sẽ bị dẫn đến tình trạng là chết lưu. Thì ứng dụng của nhóm máu RH thì đấy, các anh chị nhớ là bố RH dương. Thế bây giờ có anh chị sẽ hỏi là gì? Thế vậy thì một người mẹ RH trừ, tức là phải có gen D nhỏ D nhỏ đấy. Thế lấy một người bố có gen D lớn D nhỏ, đúng không? Lấy một người bố có gen D lớn D nhỏ thì có bị thì có cái nguy cơ bị đẻ ra một cái đứa con RH dương, đúng không ạ? Đẻ ra một cái đứa con RH âm hay không? Vì chỉ đẻ ra RH âm thì bắt đầu mới không có hiện tượng xảy ra bất đồng nhóm máu RH. Thế thì trả lời luôn cho anh chị này, đương nhiên thì xác suất về mặt lý thuyết của chúng ta là 50-50, đúng không ạ? Thế nhưng mà chẳng ai có thể xác định được bằng cách là chọc cái tế bào của thai nhi, đúng không ạ? Chọc cái tế bào của thai nhi để đi xét nghiệm mỗi cái loại kháng kháng thể RH cả, nó chưa phổ biến.
nó cũng không thuận tiện. Thế do vậy là cứ có rồi hát âm là đã phải tăng cường cái cảnh giác, nâng cao cảnh giác lên rồi. Đấy là cái ý mà các anh chị cần phải nhớ. Thế do vậy là trên câu hỏi sau này nhé, sau này trên cái câu hỏi của phần sinh lý thì có những cái câu liên quan đến cái việc là sơ đồ truyền máu thuộc cái hệ nhóm máu RH, thì các anh chị cũng phải lưu ý nhé, không nên bẻ quá nhỏ cái vấn đề ra, mà chúng ta chỉ cần tập trung vào những cái vấn đề lớn thôi. Hỏi là gì? Người mẹ RH âm lấy một người bố có RH dương, được chưa? Thì nguy cơ sinh ra đứa đầu như thế nào, nguy cơ sinh ra đứa thứ hai làm sao, là chúng ta cứ trả lời theo đúng cái lý thuyết mà đã trình bày ở phía trên, không cần phải bẻ nhỏ thêm là trường hợp A, trường hợp B, trường hợp C là gì, bởi vì đây chúng ta chỉ đi thi để đánh giá mức độ hiểu của cái vấn đề nó đến đâu thôi, đúng không ạ? Còn tình huống lâm sàng thì nó chỉ là những tình huống mà sau này chúng ta sẽ gặp. Đấy là cái lưu ý của các anh chị trong cái vấn đề thuộc nhóm tế bào hồng cầu. Thế thì hồng cầu chúng ta học về quá trình sản sinh, đấy gồm rất nhiều vấn đề. Thứ hai là ứng dụng lâm sàng của nó là nhóm máu, thì gồm có nhóm máu RH và nhóm máu ABO. Đối với hệ ABO thì chúng ta cần phải học về sơ đồ truyền máu, sau này sẽ ứng dụng đấy, lâm sàng. Thứ hai nữa học về di truyền nhóm máu. Được chưa? Rồi. Đến phần này thì các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Hết phần hồng cầu rồi. Nội dung kiến thức thì nó chỉ tóm lược ở trong một số cái slide như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ đọc lại trong sách giáo khoa và nghe cái bài này để chúng ta nắm được cái tình hình xem là nội dung kiến thức chúng ta có đến đâu và tự tin đến mức độ nào khi mà chúng ta làm bài thi nha. Rồi. Trong lớp này thì có rất nhiều các anh chị thì không biết là chúng ta thuộc đối tượng hầu hết là các bạn nội trú này, các bạn ôn thi nội trú, rồi các anh chị chuyên 1 chuyên 2 có không ạ? Có anh chị nào chuẩn bị trước khi chuyên 1 chuyên 2 không ạ? Có anh chị nào đang nghe mạnh dạn phát biểu một câu nhỉ? Anh chị bạn nào nói không? Rồi, nếu mà chúng ta giải lao một vài giây như vậy thôi, đúng không ạ? Không qua có câu hỏi gì thì chúng ta cứ tập hợp lại câu hỏi và gửi lại cho bạn Hưng, rồi bạn ấy sẽ tập hợp, sau đấy chúng ta sẽ trả lời và giải đáp. Tiếp theo này, đối với cả dòng hồng cầu thì có những vấn đề như trên chúng ta đã trao đổi. Sang dòng tế bào thứ hai, đó là dòng tế bào bạch cầu. Đối với dòng bạch cầu, nhìn thì nó rất là đơn giản, số lượng gồm có bạch cầu ưa axit, ưa bazơ, trung tính, bạch cầu lympho, bạch cầu mono. Đó, nhưng mà mổ xẻ ra về các cái vấn đề liên quan đến hoạt động đời sống cũng như chức năng của nó để có thể trả lời được thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn. Trong sách giáo khoa để mà trả lời được thì rất là khó, học thuộc thôi. Nhưng mà những câu hỏi thuộc cái dòng tế bào hồng cầu thì nó rất là tường minh. Nhưng mà thuộc dòng bạch cầu thì yêu cầu chúng ta cần phải nhớ và phải hiểu. Mà bạch cầu thì tức là nó liên quan đến miễn dịch. Thì đáng nhẽ ra cái phần này các anh chị sẽ được học kỹ hơn ở trong cái chương trình của môn học miễn dịch. Nhưng mà trong phần sinh lý học thì chúng tôi cũng nhắc, nhưng mà nhắc ở mức độ sơ lược thôi, không thể nhắc kỹ được như miễn dịch được. Chúng ta phải tìm lại cái vấn đề này ở miễn dịch thôi, đúng không ạ? Rồi. Đối với quá trình sản sinh thuộc các nhóm tế bào bạch cầu thì nó chia thành nhiều giai đoạn. Bạch cầu cũng giống như hồng cầu là được sản sinh ra từ tủy xương. Nhưng mà hồng cầu được sản sinh từ tủy xương và đi vào trong vòng tuần hoàn thì nó đã trưởng thành rồi. Còn dòng bạch cầu thì không như thế. Khi mà sản sinh ra tủy xương thì nó chỉ là những tế bào bạch cầu non thôi. Và những bạch cầu này để trưởng thành được thì nó phải cần được gửi đến các trường đào tạo, đúng không? Ví dụ như là bạch cầu lympho T thì nó phải gửi đến tuyến ức. Bạch cầu lympho B thì nó có thể biệt hóa ở tủy xương, tức là sau khi mà hình thành xong, đẻ ra xong thì nó cần phải được biệt hóa, thì cái quá trình đó người ta gọi là quá trình biệt hóa của tế bào bạch cầu. Vậy thì biệt hóa là cái gì? Nó có giống như biệt hóa của hồng cầu hay không? Nó có hiện tượng mất nhân và có hiện tượng hình thành tổng hợp trong bào tương hay không? Thì nó có. Tế bào thì nó chỉ có màng tế bào chất và nhân thôi. Thì biệt hóa của dòng tế bào bạch cầu nó cũng như vậy. Cũng có hiện tượng biến đổi về nhân tế bào và biến đổi về các thành phần trong tế bào chất. Chúng ta đã biết cùng một cái nguồn gốc tạo máu là các cái tế bào mầm, đúng không? Các cái tế bào mầm gọi là tế bào gốc tạo máu vạn năng đấy. Các tế bào này có cấu tạo giống nhau, hình thái nhân và bào tương giống nhau, nhưng khi biệt hóa tạo thành các dòng tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, rồi trong mỗi dòng bạch cầu
thì nó lại gồm có trung tính city advisor, lympho mono, hình thái của nhân và bào tương nó lại khác nhau, thì cái quá trình này đã có sự biến đổi về nhân và các hạt trong bào tương. Vậy thì biến đổi nhân như thế nào và bào tương như thế nào? Thì đây, ví dụ minh họa cho một loại tế bào thôi, đó là tế bào bạch cầu trung tính. Thì trong cái tế bào bạch cầu trung tính đó, vì sao lại gọi là trung tính? Vì khi chúng ta tiến hành nhuộm diêm xa, thuốc nhuộm diêm xa nó sẽ ngấm vào trong bào tương và làm cho cái bào tương của bạch cầu trung tính này nó bắt lên những cái màu hồng nhạt hay gọi là hồng tím. Và cái màu này là màu trung tính nên người ta gọi đây là bạch cầu trung tính. Thế nếu mà nhuộm diêm xa trên bào tương của các cái tế bào bạch cầu nó lại xuất hiện những cái hạt bắt màu xanh đen thì người ta gọi đây là bạch cầu ơ ba dơ, còn bắt màu đỏ đúng không ạ thì người ta gọi đây là đỏ da cam ấy, thì gọi là bạch cầu ưa axit. Thì dựa vào các hạt trong bào tương và đặc điểm của nhân để người ta phân biệt được các loại bạch cầu dựa vào hình thái, và từ hình thái như vậy thì nó sẽ có những cái chức năng khác nhau. Căn cứ vào đặc điểm của nhân và bào tương thì người ta chia thành hai nhóm, đó là bạch cầu hạt và thứ hai là bạch cầu không hạt, hoặc bạch cầu có nhân chia múi và bạch cầu có nhân không chia múi. Bạch cầu hạt chính là bạch cầu có nhân chia múi, còn bạch cầu không hạt chính là bạch cầu có nhân không chia múi, thấy chưa? Nhìn lại đây một chút thì nhóm bạch cầu hạt của chúng ta bao gồm có bạch cầu trung tính này, bạch cầu ưa axit và bạch cầu ba dơ. Còn bạch cầu không hạt tức là bạch cầu có nhân không chia múi đấy thì gồm có bạch cầu mono và bạch cầu lympho. Đây chính là hình ảnh của cái bạch cầu lympho và đây chính là một trong những cái ví dụ minh họa của bạch cầu mono. Thế bây giờ mô tả qua một chút để cho anh chị nghe, để nghe đến đâu thì hiểu đến đấy, đúng không ạ? Mô tả bạch cầu trung tính thì đã nói rồi đúng không? Bạch cầu ba dơ này, bạch cầu ba dơ thì thường ấy, bạch cầu trung tính thì nhân nó thường chia thành khoảng 3 đến 4 múi, và các múi nhân này nó được nối với nhau bởi những cái diềm nhiễm sắc rất là mảnh, và các cái diềm nhiễm sắc này thì nó sẽ đóng vai trò là cái cầu nối giữa các múi nhân với nhau, và vì vậy thì nó sẽ tạo thành nhiều cái khúc và nhiều cái đoạn ở trong cái nhân của bạch cầu trung tính, và vì thế người ta gọi cái bạch cầu này, nếu mà giai đoạn nó non người ta còn gọi đây là bạch cầu đoạn hay là bạch cầu đũa, bởi vì cái nhân mà nó chưa thành sắt thành múi như này thì người ta gọi đây là đoạn hay là đũa, được chưa? Và từ đó thì người ta gọi cái nhóm đầu tiên là nhóm bạch cầu trung tính, hay còn gọi là bạch cầu non của nó chính là bạch cầu đũa. Thế thì trong bào tương của nó có những cái hạt, vậy thì phải hiểu các hạt của nó là cái hạt gì. Giống như là phần phía trên chúng ta đã nói về hemoglobin, thì sau khi nó được tổng hợp xong thì với nồng độ rất cao ở trong bào tương thì nó sẽ kết tụ lại với nhau, thì các cái hạt này cũng vậy. Các cái hạt này bản chất là những cái phân tử mà gồm các cái hạt sơ cấp cũng như là hạt thứ cấp, có thể là lysosome này, có thể là peroxisome này, hoặc những phân tử protein khác. Những phân tử này nếu mà nằm lơ lửng ở trong bào tương nồng độ cao thì nó kết tụ với nhau, người ta gọi đây là hiện tượng tách pha, và sau đó nó sẽ hình thành nên những cái hạt. Trong bào tương thì có những cái bào quan và có những cái hạt không phải bào quan nhưng mà lại thực hiện được chức năng, thì cái hạt này nó đóng vai trò giống như cái loại đấy. Dựa vào cái thành phần và tính chất của các cái hạt trong bào tương này thì nó sẽ quyết định chức năng của các tế bào bạch cầu là gì. Thì chúng ta sẽ rất phải chú ý các cái hạt này ở những cái nhóm tế bào bạch cầu tiếp theo. Đời sống của bạch cầu nhìn chung là sẽ ngắn hơn của hồng cầu. Thường thì đối với cả hồng cầu chúng ta sẽ sống khoảng từ 90 đến 120 ngày, tức là khoảng từ 3 tháng đến 4 tháng. Nhưng bạch cầu của chúng ta thì sống bạch cầu hạt này, trung tính này, axit ưa ba dơ thì khoảng 4 đến 5 ngày ở trong mô. Bạch cầu mono thì khoảng từ 10 đến 20 ngày, 20 giờ ở trong máu rồi trong mô thì tồn tại với thời gian lâu hơn. Bạch cầu lympho thì tồn tại khoảng từ 4 đến 20 giờ, còn tồn tại ở trong các cái vị trí khác nhau tùy thuộc vào cái nhu cầu cơ thể người. Bạch cầu già và bạch cầu già thì nó sẽ bị thoái hóa ở các cái mô võng nội mô, các hệ thống võng nội mô như là gan này, thì gan này, phổi này, nếu mà lách này. Và sản phẩm của nó thì là protein và nucleoprotein. Thì đây là những cái đặc điểm chung của cái đời sống của bạch cầu. Bạch cầu trung tính thì chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Số lượng của nó thì nó chiếm khoảng từ 60 đến 70% số lượng bạch cầu ở trong máu. Trung bình trong máu của chúng ta thì có khoảng từ 4 đến 10 gigalit là bạch cầu. Thì phần trăm của bạch cầu trung tính khoảng 60 đến 70% cái lượng đó. Được chưa ạ? Và chức năng của bạch cầu trung tính là gì?
thì phần này thì sẽ minh họa và giải thích lại vì sao nó lại có chức năng như thế, đúng không ạ? Kích thước thì khoảng từ 10 đến 14 micromet nhân thì thường chia thành nhiều múi và nối với nhau bằng các sợi nhiễm sắc. Thì trên đây là cái hình ảnh minh họa cho cái quá trình biến hóa. Thì càng về giai đoạn sau thì nhân của bạch cầu nó cũng biến đổi, bào tương nó cũng biến đổi, đúng không? Nhân thì nó sẽ chia múi, bào tương thì hình thành hạt, và đây chính là chức năng của bạch cầu, là quyết định bởi những cái hạt này, đúng không? Bào tương của bạch cầu thì có chứa nhiều các hạt, ví dụ glycosidase, phosphatase, đúng không? Nucleosidase thực hiện được chức năng thực bào. Vì những hạt này là những hạt mà có tính oxy hóa rất cao, hơn nữa bản chất của nó là những enzyme. Và những enzyme này thì lại tiêu hóa được protein, và vì vậy nó thực hiện được chức năng thực bào chính nhờ những cái hạt này. Ngoài ra thì bạch cầu trung tính còn giải phóng ra được histamine rồi peroxidase, thực hiện được quá trình tiêu diệt vi khuẩn tham gia vào các hoạt động viêm. Và cái viêm này người ta gọi là đáp ứng viêm không đặc hiệu, tức là giai đoạn viêm nào nó cũng có, không nhất thiết là cứ cần phải là giai đoạn có sự tham gia của cái hệ miễn dịch đặc hiệu là lympho B và lympho T. Thì bạch cầu trung tính nó là một cái tế bào thực bào và tham gia vào cái quá trình đáp ứng viêm nhưng mà nó không đặc hiệu. Do vậy thì đầu tiên chức năng của nó phải là thực bào. Một tế bào bạch cầu trung tính thì có thể thực bào được khoảng 5 đến 20 tế bào vi khuẩn tham gia vào đáp ứng viêm, đúng không ạ? Viêm không đặc hiệu và đáp ứng sốt bằng cách hình thành được những cái yếu tố gây sốt nội sinh đối với cả tình trạng nhiễm khuẩn. Thế thì vì sao lại như thế? Thì lấy một cái ví dụ, các anh chị bị một cái gai nó đâm vào tay, đúng không ạ? Sau một thời gian này nó chảy mủ ra thì trên cái gai đấy nó có vi khuẩn, thì các con vi khuẩn đi vào trong tế bào, thì các tế bào bạch cầu trung tính là những tế bào có số lượng rất cao ở trong máu, đúng không ạ? Nó sẽ được huy động đầu tiên đi đến để thực hiện chức năng thực bào. Sau khi thực hiện được cái chức năng thực bào thì nó sẽ bị chết, có những con nó sẽ chết, đúng không ạ? Tức là đáp ứng viêm thì nó sẽ giải phóng ra các cái cytokine, cyto tức là tế bào, còn kin tức là yếu tố được giải phóng ra từ các tế bào bạch cầu, thì người ta yếu tố từ tế bào thì người ta gọi là cyto, đúng không? Cytokine. Thế còn cái yếu tố mà được giải phóng ra từ tế bào bạch cầu người ta gọi là leukotriene này, hay là các cái yếu tố ở phía sau chúng ta học interleukin đấy, đúng không ạ? Giải phóng ra các cytokine ví dụ như leukotriene này, prostaglandin, thrombosan là những hóa chất trung gian mà được hình thành từ màng tế bào. Nhớ nhé, được hình thành từ màng tế bào. Chứng tỏ tế bào bạch cầu trung tính khi mà thực bào thì nó sẽ chết. Thì cái màng tế bào này nó bị thoái hóa để hình thành được những chất trung gian hóa học này. Và những chất trung gian học thì chúng ta biết rồi, thực hiện được chức năng giãn mạch và tăng tinh tấm thành mạch, làm cho gì ạ? Thoát dịch qua ngoài động mạch và gây ra cái đáp ứng viêm, sưng nóng đỏ đau đấy. Ngoài ra thì trong cái quá trình thoái hóa như vậy thì nó sẽ hình thành nên những yếu tố gây sốt nội sinh, vòng đưa vào trong vòng tuần hoàn, đúng không? Làm tăng thân nhiệt, đúng không? Tăng cái điểm đặt nhiệt ở trung tâm điều hòa thân nhiệt. Bây giờ nó đang 37 độ, tăng cái điểm đặt nhiệt lên 38, 39 độ, và lúc đó thân nhiệt cơ thể sẽ tăng lên thông qua những cái đáp ứng làm tăng thân nhiệt, đúng không? Run cơ rồi thoát dịch, đúng không? Giãn thành mạch. Và vì vậy thì làm tăng cái hiệu lực chống lại vi khuẩn. Vậy thì chức năng của bạch cầu trung tính nó rất nhiều, nhưng mà chung nhất và chính yếu nhất đó là chức năng thực bào thông qua cái việc xuất hiện của rất nhiều những cái hạt mà có cái tính oxy hóa, cũng như là những enzyme ở trong các cấu trúc như lysosome và peroxisome ở trong lòng của bạch cầu trung tính. Loại bạch cầu thứ hai mà cũng có chức năng thực bào giống như bạch cầu trung tính đó chính là bạch cầu mono. Chỗ này cần để phân biệt này. Bạch cầu trung tính của chúng ta thì tồn tại ở trong trong máu, trong huyết tương với một tỷ lệ rất là cao, khoảng 60 đến 70%. Nhưng mà bạch cầu mono thì chiếm một tỷ lệ thấp hơn rất nhiều, có thể chỉ khoảng từ 5 đến 10% thôi. Vì sao nó lại thấp như thế? Vì là gì? Nó tồn tại chủ yếu ở mô chứ nó lại không nằm ở trong máu. Được chưa? Thời gian nó tồn tại trong máu ngắn lắm, mà chủ yếu nó sẽ được tổng hợp hình thành từ tủy xương, sau đó lưu hành một thời gian rất là ngắn ở trong máu rồi nó đi về các mô. Sau khi đi vào mô thì nó sẽ biệt hóa thành cấu trúc người ta gọi là đại thực bào của mô,
Được chưa? Đại thực bào của gan thì đó chính là tế bào Kupffer đúng không ạ? Tế bào Kupffer ở gan, rồi tế bào da, ở da thì gọi là tế bào Langerhans. Đấy. Thì khi mà đi đến mô như vậy thì nó sẽ biệt hóa thành cấu trúc gọi là đại thực bào và tồn tại ở đây nhiều tháng, nhiều năm mà không bị phá hủy khi nó thực bào. Nếu mà nó không bị không thực bào thì nó sẽ không phá hủy. Và thấy là các anh chị thấy này, rõ ràng bạch cầu mono, bạch cầu trung tính nó đều thực hiện được chức năng thực bào. Thế nhưng mà hai cái thằng này nó có một cái tính chất khác biệt nhau một chút đấy. Bạch cầu trung tính và bạch cầu mono ấy, thì đối với bạch cầu trung tính thì là bào tương rất là lớn đúng không ạ? Nhân thì chia thành nhiều mũi tức là tăng cái sức chứa của bào tương. Thế nhưng mà bạch cầu mono thì nhân nó còn lớn hơn rất nhiều nhưng bào tương nó lại cũng có kích thước lớn. Thế vì sao cái bào tương của mono nó lại cần phải có một kích thước lớn như vậy? Bởi vì ngoài cái chức năng thực bào ra thì nó còn thực hiện thêm một cái nhiệm vụ nữa, đó là nhiệm vụ là trình diện kháng nguyên cho những cái tế bào thuộc cái hệ đáp ứng miễn dịch đặc hiệu. Cả chức năng thực bào thì rõ rồi, thế còn trình diện kháng nguyên là gì? Vì có một cái nhân lớn như vậy thì cái nhân đó nó sẽ tham gia vào quá trình tổng hợp protein và tổng hợp được lên các phân tử người ta gọi là phân tử MHC. Các phân tử MHC này là những cấu trúc hay gọi là những cái phân tử chờ. Phân tử này chỉ thực hiện được chức năng khi mà cái tế bào thực bào, tế bào bạch cầu này nó thực bào con vi khuẩn và các thành phần của vi khuẩn nó được tiêu hóa ở trong cái tế bào bạch cầu mono, và các thành phần đó, các mảnh tế bào vi khuẩn đó nó sẽ được đưa dính vào những cái phân tử MHC trên bề mặt tế bào bạch cầu mono ở mô gọi là đại thực bào để trình diện cho các tế bào lympho T đúng không ạ? Đối với bạch cầu mono khi mà nó biệt hóa thì gọi là đại thực bào. Thì cái nhóm đại thực bào này sau khi trình diện kháng nguyên thì nó sẽ hoạt hóa được cái đáp ứng miễn dịch đặc hiệu. Vì vậy thì trung gian giữa đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu và đáp ứng miễn dịch đặc hiệu đó chính là cái tế bào đại thực bào mà có nguồn gốc sản sinh đó là bạch cầu mono ở trong máu ngoại vi. Được chưa? Thì các anh chị thấy tiếp này, tại sao trong trường hợp này chúng ta chỉ nhắc đến phân tử MHC đúng không ạ? MHC lớp 2 nữa, mà không thấy nói đến phân tử MHC lớp 1. Bởi vì là gì? Phân tử MHC lớp 1 là cái phân tử mà tồn tại ở trong tất cả các tế bào trong cơ thể người. Tế bào nào nó có MHC lớp 1 rồi. Nhưng MHC lớp 2 là cái mà đáp ứng với cả yếu tố ngoại lai ấy. Đáp ứng với cả, dính với cả cái phân tử từ những cái tác nhân ngoại lai, vi khuẩn này, virus, ký trùng từ ngoài môi trường thì nó phải gắn vào MHC lớp 2. Thế còn MHC lớp 1 thì là những kháng nguyên hay những cái protein nội sinh đúng không? Từ chính cái protein của cơ thể người sinh ra, từ chính cái tế bào người sinh ra. Vì thế thì cái bạch cầu đại thực bào nó đáp ứng với cả những cái tác nhân ngoại lai và nó chính là cái con đường trung gian giữa hệ miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu. Được chưa? Cùng cái nhóm mà bạch cầu đơn nhân thì chúng ta thấy có một cái nhóm nữa, đó là cái bạch cầu lympho. Xét về mặt kích thước thì bạch cầu lympho của chúng ta nó chỉ nhỉnh hơn kích thước của hồng cầu một chút thôi. Bạch cầu trung tính thì gấp khoảng 3 đến 4 lần đúng không? Bạch cầu mono thì cũng gấp khoảng 4 lần kích thước của hồng cầu. Nhưng mà bạch cầu lympho thì chỉ nhỉnh hơn kích thước hồng cầu một chút thôi, tức nó chỉ khoảng 1,1 đến 1,2 lần. Nhân thì tạo thành một khối có kích thước rất lớn, chiếm gần hết khoảng không gian bên trong tế bào, chỉ còn chừa lại một cái diềm bào tương rất mảnh. Thế thì nhìn vào đây biết ngay, bào tương mà mảnh như thế thì không thể thực bào được, vì chứa cái nhân đã gần hết rồi thì không thể thực bào được. Và vì vậy, chức năng của bạch cầu lympho nó nằm ở cái nhân. Mà nhân tế bào chúng ta biết rồi là cấu trúc tổng hợp được protein, đúng không ạ? Nhân thì tổng hợp được mRNA, mRNA thì tổng hợp nên protein. Và vì vậy thì bào tương thì mảnh nhưng nhân thì lớn, tức là nó sẽ ưu tiên được cái chức năng đó là thực hiện được cái chức năng hình thành nên được các cái kháng thể. Và vì vậy thì lympho của chúng ta chính là nhóm mà hình thành được lên các kháng thể đấy, nó biệt hóa hình thành nên các kháng thể từ chính cái lympho B này. Tế bào lympho sau khi được hình thành thì nó lại chia thành hai dòng, đó là dòng lympho B và lympho T. Cấu tạo hình thái thì y xì như nhau, trên cái lam kính là các anh chị nhìn cấu trúc như thế này.
nhưng mà chức năng của nó thì lại không biết được, không biết thằng nào lympho B, thằng nào lympho T. Thì khi mà thực hiện được cái nhiệm vụ và nhuộm được cái bảo tương của nhuộm được cái receptor trên bề mặt thì mới biết nó là tế bào nào thôi. Thì bạch cầu lympho được sinh ra từ tủy xương và được trưởng thành từ các cái mô cơ quan ngoại vi. Lympho B thì được trưởng thành từ các cái túi Fabricius ở chim này hoặc là ở người thì chính là bone, tức là bone marrow, tức là tủy xương. Còn lympho T được trưởng thành từ tuyến ức. Một cái nhóm tế bào khác mà có hình thái giống như lympho đó là bạch cầu, là tế bào NK. NK đó là tế bào diệt tự nhiên. Tế bào này thì nó sẽ tiêu diệt một cách không đặc hiệu, tức là bất kỳ tế bào nào trên bề mặt mà có bám những phân tử kháng thể thì đều là cái đích tiêu diệt của nó. Và vì vậy thì khi mà có gì ạ, hiện tượng kháng nguyên kháng thể gặp nhau thì cái thằng NK này nó sẽ tham gia vào tiêu diệt tế bào. Nên là cái tế bào NK nó có vai trò quan trọng trong tiêu diệt các tế bào nội sinh, ví dụ như tế bào già, tế bào chết của cơ thể người hoặc là tế bào của cơ thể người bị nhiễm bệnh, đúng không? Khi mà gắn kháng thể vào rồi thì cái thằng này nó sẽ tham gia tiêu diệt. Rồi đường kính của nó thì khoảng 8-10 của nhân rất là lớn. Đấy là đặc điểm của bạch cầu lympho. Và phân biệt tiếp hai nhóm của bạch cầu lympho đó là lympho B và lympho T. Lympho T, lympho B của chúng ta, lympho T thì trên bề mặt đều có những receptor là những dấu ấn bề mặt đặc hiệu. Đối với lympho T thì được chia thành hai dòng, đều có sự xuất hiện của những cái receptor của tế bào lympho T, người ta gọi là TCR, và có TCD4 hoặc là TCD8. TCD4 thì đó chính là cái tế bào mà tham gia vào gì ạ? Sẽ gắn kết được với cả phân tử MC lớp 2 trên cái bề mặt TCR. Thế còn TCD8 thì sẽ gắn vào cái phân tử MC lớp 1, là cái phân tử mà sẽ kết hợp được với cả cái phân tử MC lớp 1 thông qua cái protein từ cái vi khuẩn mà nó đã trình diện, virus mà nó đã trình diện. Thế còn tế bào lympho B của chúng ta thì nó cũng có một phân tử BCR nhé. T có TCR thì B cũng có BCR. Đó chính là những cái kháng nguyên, là những cái phân tử kháng thể globulin miễn dịch mà dính trên bề mặt và đóng vai trò như tương tự như là TCR của tế bào lympho T. Thế do vậy là lympho B hay lympho T thì phải có TCR hoặc BCR. Còn đối với cả lympho T thì ngoài cái TCR ra thì nó còn có TCD4 hoặc là phân tử CD8. CD4 thì gắn với cả MC lớp 2, tức là tham gia vào đáp ứng miễn dịch đối với cả những tác nhân ngoại lai, đó là vi khuẩn này, đúng không? Đó là ký sinh trùng. Thế còn TCD8 nó thì nó sẽ gắn được với protein được sản sinh ra từ các cái tế bào nội tại, đó chính là virus chẳng hạn. Khi mà virus đi vào trong cơ thể người thì không phải là cơ thể ăn được con virus đó, mà cái gì ạ? Cái bộ gen của virus đấy nó sẽ tích hợp vào, nó có thể tích hợp vào, chúng ta gọi là transformation đấy, tức là nó sẽ bị chuyển nạp rồi nó sẽ bị gì ạ? Tích hợp vào trong cái bộ gen của cơ thể người, hoặc là nó tồn tại độc lập ở trong bảo tương để nó nhân lên, và lúc đó nó tổng hợp protein của nó, và cái protein đấy là bản chất là protein của tác nhân virus nhưng mà lại do chính cơ thể người tổng hợp. Thì nó khác với cái trường hợp là protein do cơ thể người, do những cái tế bào tua và những cái tế bào đại thực bào tiêu diệt vi khuẩn sinh ra, đúng không ạ? Thì những cái tế bào mà do chính cơ thể người tổng hợp nhưng mà lại là của virus thì nó sẽ gắn với cả cái phân tử CD8. Và vì vậy thì phân tử MC lớp 1 nó sẽ có ở trong tất cả các tế bào của cơ thể người. Còn CD MC lớp 2 thì chỉ có ở những cái tế bào tua thôi, hoặc những cái tế bào đại thực bào, đúng không ạ? Tua là cái gì tí nữa sẽ biết nhá. Thì đấy là giới thiệu chung về đặc điểm của tế bào bạch cầu. Thế đây là cái hình thái kết hợp khi mà có sự xuất hiện. Khi mà phân tử đây là cái tế bào APC, tức là tế bào trình diện kháng nguyên. Trong cơ thể người thì có hai nhóm trình diện kháng nguyên, một là nhóm tế bào tua và tế bào đại thực bào, là những tế bào mà sẽ có phân tử MC lớp 1 trên bề mặt. Nó sẽ gắn với cả cái phân tử CD4 của những cái tế bào lympho T CD4. Và từ đó thì là gì? Khi cái phân tử MC lớp 2 này gắn với CD4 thì đương nhiên nó sẽ trình diện ra cái vị trí của TCR gắn vào antigen, tức là gắn vào phân tử kháng nguyên. Từ đó thì hoạt hóa được các tế bào lympho T này. Lympho T sau khi mà gắn vào
tế bào trình diện kháng nguyên thông qua cái phức hợp này thì bắt đầu nó sẽ hình thành tế bào T hoạt hóa. Được chưa? TCD8 cũng vậy. Thay vì nó là CD4 thì bên này là CD8, nó gắn một phân tử mới C lớp 1 thôi. Và nó sẽ được hoạt hóa thì cả CD4 và cả CD8, TCD4 và TCD8 sau khi mà gì ạ? Trình diện được kháng nguyên, nhận được cái kháng nguyên đã được trình diện từ cái tế bào APC này, tế bào trình diện kháng nguyên thì nó sẽ trở lên hoạt hóa và nó sẽ gây ra các đáp ứng miễn dịch. Chúng ta có hai loại đáp ứng miễn dịch, đó là đáp ứng miễn dịch thông qua trung gian tế bào và đáp ứng miễn dịch thể dịch. Thế thì TCD4 nó sẽ tham gia vào cái gọi cho là nó tham gia vào đáp ứng miễn dịch thể dịch đi. Thế còn TCD8 sẽ tham gia vào đáp ứng miễn dịch thông qua trung gian tế bào. Tức là thế nào? Thay vì cái gì ạ? Cái tế bào TCD8 này phát hiện ra gì? Cái tế bào ABC là tế bào của cơ thể người, nó đã bị nhiễm một cái tác nhân virus thì cái tế bào CD8 sẽ tiêu diệt trực tiếp cái tế bào ABC này, làm cho nó tan ra, nó chết đi. Người ta gọi đây là đáp ứng miễn dịch thông qua trung gian tế bào. Đây là nói ngắn gọn là như vậy nhé. Còn cơ thể cụ thể phần sau sẽ nói. Thế còn TCD4 thì nó không tiêu diệt trực tiếp được và vì vậy nó cần phải hoạt hóa một chuỗi rất là dài các cái tế bào lympho khác, đó là tế bào lympho B, để sản sinh ra kháng thể biệt hóa thành các cái tế bào blast và từ đó thì nó sẽ chuyển thành cái kháng thể và sinh ra cái kháng thể, và từ cái kháng thể đó thì lại gắn vào những cái tế bào trình diện kháng nguyên và thu hút được các cái bạch cầu trung tính, thu hút được đại thực bào đến để thực vào những cái tế bào đã bị nhiễm bệnh này, và người ta gọi đấy là đáp ứng miễn dịch thông qua cơ chế thể dịch. Thì đây đây là một cái loại đáp ứng miễn dịch thông qua trung gian tế bào, đúng không ạ? Các anh chị nhìn đây thì thấy ngay. Miễn dịch thông qua trung gian tế bào thì chúng ta quan tâm đến các cái tác nhân gây bệnh, đó là virus, đúng không? Gọi hẳn luôn là virus thì cho nó dễ. Thì virus sau khi mà xâm nhập vào trong cơ thể người, ví dụ virus cúm chẳng hạn, nó xâm nhập vào các tế bào biểu mô niêm mạc đường hô hấp thì nó sẽ tích hợp bộ gen vào trong cái tế bào biểu mô niêm mạc và nó sẽ tổng hợp được protein. Và cái protein đó nó sẽ đưa ra được trình diện lên cái phân tử MHC lớp 1 của chính cái tế bào cơ thể người. Đây chính là biểu mô niêm mạc của đường hô hấp. Và từ vào đó thì nó sẽ gọi cái tế bào đó, lúc đó cái tế bào biểu mô niêm mạc ấy, nó gọi là cái tế bào đã được trình diện kháng nguyên. Thế sau khi mà cái tế bào này nó đã được trình diện kháng nguyên rồi, thì để hoạt hóa được miễn dịch không qua trung gian tế bào, thì cái phân tử TCD8 nó sẽ gắn vào đây. Đúng không ạ? Theo cái cơ chế phía trên chúng ta nói. TCD8 sau khi gắn vào thì nó sẽ trở thành TCD8 hoạt hóa. Hoạt hóa thì nó sẽ hình thành nên cái tế bào T gì ạ? T diệt, tiêu diệt tự nhiên, người ta gọi là TC đấy, đúng không ạ? Và thứ hai là tế bào C TF. Thì hai cái nhóm tế bào này thì đều có vai trò là gì ạ? Tiêu diệt được, thực hiện được cái chức năng là hoạt hóa, sau đó thì nó có thể tiêu diệt trực tiếp được các cái tế bào mà nó đã bị nhiễm bệnh, thì người ta gọi đây là đáp ứng miễn dịch thông qua trung gian tế bào. Được chưa? Thế còn ngược lại, đáp ứng miễn dịch thông qua cơ chế thể dịch thì đã gọi là cơ chế thể dịch thì cái tác nhân gây bệnh nó phải được một cái tế bào đặc biệt, đó chính là cái tế bào đại thực bào ở mô hoặc là tế bào tua. Tua tức là các anh chị hình dung nó giống như là cái neuron ấy, nhưng mà nó gồm các cái tế bào hình sao ấy, tế bào thần kinh đệm. Thì đấy là tế bào tua, nó nằm ở ở mô ngoại vi. Thì các tế bào này nó sẽ đóng vai trò là tiếp nhận những tác nhân kích thích từ môi trường bên ngoài, ví dụ như là virus, ví dụ như là vi khuẩn, ví dụ như là ký sinh trùng mà nó xâm nhập vào thì nó sẽ thực bào. Sau khi thực bào xong thì trình diện được những mảnh protein của những cái tác nhân đó lên bề mặt thông qua phân tử MHC lớp 2. Và những cái tác nhân này được tiếp nhận bởi phân tử TCD4. Sau khi tiếp nhận xong thì TCD4 sẽ hoạt hóa trở thành các phân tử TCD4 hoạt hóa và trở thành một loạt những tế bào, có thể là gì, tế bào T hỗ trợ, tế bào T nhớ, đúng không ạ, tế bào T diệt, đúng không ạ, diệt tức là nó đã hoạt hóa cả TCD8 rồi đấy, và riêng tế bào T hỗ trợ thì nó sẽ biệt hóa tế bào lympho B để tạo thành những
tế bào bê nhớ và những tế bào plasma là những cái tế bào hình thành nên kháng thể, và chính những cái phân tử kháng thể được hình thành từ tế bào lympho B sau khi được biệt hóa thì nó sẽ quay lại gắn vào chính những cái phân tử cũng như là protein cũng như là tế bào mà cơ thể đã nhiễm bệnh. Ví dụ như tế bào virus vì nó gắn trực tiếp vào đây, hoặc là gắn vào những cái vị trí MHC mà đã được trình diện kháng nguyên của vi khuẩn, thì nó sẽ thu hút được các cái bạch cầu khác đến thực bào chính nó, chính những cái vi khuẩn nó đã được nhận diện. Và vì vậy thì người ta gọi đây là đáp ứng miễn dịch thông qua thể dịch. Thế thì căn cứ vào hai cái loại đáp ứng này thì các anh chị thấy ngay cái quá trình huy động của bạch cầu. Đầu tiên khi mà có một cái gì ạ, khi mà có một cái vi khuẩn, khi có một cái tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể thì đầu tiên là cơ thể đã gây ra một cái đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu, đó chính là sự tham gia của bạch cầu trung tính và sự tham gia của bạch cầu tham gia của bạch trung tính và đại thực bào. Sau đó thì bắt đầu mới sự tham gia của các tế bào lympho, đúng không, lympho B, lympho T, và từ đó này hoạt hóa cái cơ chế là miễn dịch đặc hiệu. Đấy chưa, thì đấy là cái cơ chế của cái quá trình đáp ứng miễn dịch. Cơ chế cụ thể thì nó rất là chi tiết cụ thể ở trong miễn dịch, nhưng mà chúng ta dưới góc độ sinh lý thì chỉ có thể tiếp cận này đến mức ấy thôi, tôi cũng không có đủ kiến thức để có thể trình bày cụ thể và chi tiết hơn cho các anh chị được đó, các anh chị tự tìm hiểu nhé. Rồi tiếp này sang một loại bạch cầu nữa, đó là bạch cầu ưa axit. Thì đối với bạch cầu axit thì kích thước của nó thì tương tự như là kích thước của tế bào bạch cầu trung tính, và đặc điểm thì nó hơi khác một chút. Mặc dù nó cũng là một cái nhóm bạch cầu có nhân chia múi, thế nhưng mà nhân của bạch cầu axit thì thường chia thành hai múi khá là cân đối đồng đều với nhau, nó giống như là hình mắt cú hoặc hình gọng kính. Bào tương của nó thì có các hạt có kích thước, có các hạt màu đỏ da cam, đúng không, kích thước rất lớn, màu đỏ da cam. Do vậy người ta gọi đây là bạch cầu ưa axit. Thế phải nhấn mạnh với các anh chị chỗ này, đã gọi là bạch cầu ưa axit thì bản chất của các hạt bắt màu da cam này thường nó sẽ là những hạt có tính kiềm, vì kiềm thì mới gọi là ưa axit, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại bắt cái túc nhuộm màu da cam, thế nên người ta gọi đây là bạch cầu ưa axit, nhưng bản chất của nó là các hạt có tính kiềm, được chưa ạ? Thì đối với bạch cầu axit thì bào tương của nó thì có các hạt bắt màu rồi, đúng không? Và thành phần của các hạt này nó giống như là của bạch cầu trung tính đấy. Nó cũng có chứa lysosome, có rất nhiều các enzyme, nhưng một cái yếu tố quan trọng hơn ở các bạch cầu axit này, tức là nó có một cái phân tử đây này, MBB. Cái phân tử này chính là phân tử protein cơ bản lớn, tức là đóng vai trò tham gia vào miễn dịch chống ký sinh trùng, chính là cái major basic protein. Chính cái phân tử này nó là cái yếu tố đặc hiệu cho cái việc là tăng sinh của tế bào lympho, tăng sinh của cái tế bào cầu axit khi mà cơ thể bị nhiễm ký sinh trùng. Thế ký sinh trùng là những con gì? Thế vì sao lại có những cái bạch cầu này? Bởi vì là khác với vi khuẩn, virus thì là những cái mà tế bào nó nhỏ hơn kích thước của các tế bào bạch cầu. Thế nhưng mà ký sinh trùng thì kích thước có thể bằng hoặc thậm chí lớn hơn, ví dụ con giun đũa, đúng không ạ? Đơn bào thì nó cũng là ví dụ amip, đúng không? Thì kích thước cũng tương tự như kích thước bạch cầu thì thực bào làm sao được? Do vậy là gì ạ? Nó phải có một cái cơ chế riêng, đó là hình thành được những cái phân tử MBB này nhờ thông qua cái bạch cầu axit. Ngoài ra thì bạch cầu axit còn tham gia vào đáp ứng dị ứng, ví dụ trong hen, cái quản, trong viêm mũi dị ứng, nhờ những cái histamine được giải phóng ra từ chính những cái lysosome ở phía trên slide trước chúng ta đã làm, đúng không ạ? Đã biết. Ngoài cái miễn dịch đó thì có miễn dịch dị ứng thì đóng vai trò thành ruột non hoặc biểu mô của đường hô hấp. Thì ví dụ như là trong cái tình trạng hen chẳng hạn, thì các anh chị hen phế quản này thì các anh chị có một cái xét nghiệm đấy, nếu không sau này chúng ta có cơ hội tiếp cận, hoặc anh chị nào đã biết thì chúng ta đo được cái chỉ số mà phản ánh cái mức độ hoạt động của cái bạch cầu axit ở trong đây thông qua cái việc xuất hiện của NO, xuất hiện khi NO trong khí thở ra. Thì đấy là đặc điểm của bạch cầu axit. Thế thì bạch cầu axit là một bạch cầu có chức năng thực bào và vận động rất là kém. Vì thực bào vận động kém, đã thực bào kém này, vận động kém thì đương nhiên nó không lưu hành trong máu được. Và lưu hành trong máu có một tỷ lệ rất thấp. Hầu hết nó tồn tại ở mô.
Và vì thế thì trong máu nó có một tỷ lệ chỉ chiếm khoảng từ 1 đến 2% mà thôi, đúng không ạ? Do vậy để mà tìm được cái con bạch cầu oxit trong máu ở vi thì cực kỳ hiếm, rất là khó, nhìn vào mắt thường trên tiêu bản đúng không thì chúng ta khó tìm, thế nhưng mà trên máy tổng phân tích máu thì lại vẫn đếm được. Thì phải xem xét cái vấn đề là gì, cái cơ chế hoạt động của cái máy đấy là cái gì nhé. Trong trường hợp nó tăng thì sao, trong trường hợp nó giảm thì sao. Đấy. Loại bạch cầu cuối cùng đó chính là cái bạch cầu ba dơ. Thì đối với bạch cầu ưa axit thì tỷ lệ tìm được trong máu ngoại vi thì nó chỉ khoảng 0,5 đến 1% thôi. Thế còn đối với bạch cầu ba dơ thì nó còn thấp nữa, nó chỉ khoảng 0 đến 0,5% thôi. Còn có thể còn chả tìm tế bào nào cơ. Vì là gì? Chức năng của bạch cầu ba dơ là mặc dù trong bào tương nó không có lysosome, tức là không thực bào, đúng không? Không có chức năng thực bào thì nhưng mà nó lại có một vài những cái chất đặc biệt khác, ví dụ histamine, ví dụ như là serotonin, bradykinin là những hóa chất trung gian gây viêm, đúng không? Tham gia vào cái đáp ứng dị ứng mà các anh chị đã biết. Và trên bề mặt của các tế bào bạch cầu ba dơ này nó có một cái yếu tố đặc biệt, đó chính là có sự xuất hiện của các kháng thể IgE. Và các kháng thể IgE này đáng nhẽ ra thì nó phải lưu hành trong máu giống như là IgG, IgM đấy, giống như cái loại mà kháng nguyên nhóm máu đấy. Nhưng mà cái bạch cầu ba dơ thì nó lại có sẵn được những phân tử IgE trên bề mặt. Và các phân tử IgE trên bề mặt này nó rất nhạy cảm với cái tác nhân gây dị ứng. Ví dụ anh nào, chị nào có cơ địa dị ứng, đúng không ạ? Thì tức là có sự hoạt hóa nhạy cảm rất là cao của các tế bào bạch cầu ba dơ. Và những tế bào này thì chỉ cần tiếp nhận với tác nhân gây dị ứng thôi thì chính những cái kháng thể ở trên bề mặt tế bào nó gắn vào trong cái kháng nguyên và từ đó làm cho các tế bào bạch cầu ba dơ của chúng ta nó vỡ ra, giải phóng ra một loạt các cái chất trung gian dị ứng như thế này, heparin này, histamine, đúng không? Làm cho biểu hiện cái dị ứng nó xuất hiện rất là nhanh. Thế thì với một cái tỷ lệ rất là nhỏ ở trong máu ngoại vi thì cái tế bào bạch cầu ba dơ của chúng ta nó sẽ tồn tại nhiều ở trong mô. Và khi nó tồn tại trong mô, ví dụ như là biểu mô đường hô hấp, ví dụ như là da, và vì vậy thì tác nhân mà tiếp xúc với môi trường bên ngoài đó là hô hấp, là da, là tiêu hóa thì nó có biểu hiện dị ứng rất là nhanh, đúng chưa? Và cơ chế gây dị ứng của nó thì đã nói ở phía trên rồi, mà có một vai trò rất là quan trọng, đó chính là phân tử IgE ở trên bề mặt. Chỉ cần có kháng nguyên tiếp cận vào phân tử IgE này thì nó sẽ giải phóng ồ ạt các cái bọc chứa các cái phân tử histamine rồi bradykinin, làm cho các phân tử này hoạt hóa gây ra giãn mạch, tăng tính thấm của thành mạch và biểu hiện cái dị ứng của người bệnh, đúng không ạ? Người bệnh mình sẽ xuất hiện được cái đặc điểm dị ứng, và đấy là đặc điểm chung của các bạch cầu ba dơ. Thì dựa vào đây thì sẽ hiểu thế nào là cơ chế hình thành cũng như là tác dụng của các cái hóa chất trung gian thông qua cái việc là hình thành được cái phản ứng dị ứng, được chưa? Rồi, một loại tế bào máu cuối cùng đó là tế bào tiểu cầu. À, gọi là tế bào tiểu cầu thì có đúng hay không? Thì gọi như thế thì chưa hẳn là đúng. Bởi vì một tế bào bình thường thì nó phải được hình thái, đúng không? Có nhân, có tế bào, chất, đúng không? Có màng tế bào. Thế nhưng tiểu cầu của chúng ta nó không hoàn toàn là một tế bào, mà nó chỉ là những mảnh tế bào được sản sinh ra từ mẫu tiểu cầu là một tế bào hoàn chỉnh ở tủy xương. Và các tế bào này thì nó sẽ bứt từng mảnh tế bào ra, và mảnh tế bào như vậy thì nó sẽ lơ lửng ở trong máu và hình thành được cái cấu trúc là tiểu cầu. Được chưa? Đấy, phân biệt với hồng cầu và bạch cầu. Do vậy thì kích thước của tiểu cầu thì rất là nhỏ thôi. So với cả kích thước hồng cầu thì trên tiêu bản máu ngoại vi khi chúng ta dàn mỏng vào nhuộm rim xa thì các cái tế bào các cái thành phần tế bào hồng cầu thì rất là rõ, hình đĩa lọ hai mặt không nhân, đúng không? Viền vỏ xung quanh chấm trắng ở giữa. Thế còn tiểu cầu nó sẽ tụ lại với nhau thành từng đám, chứ nó lại không 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 nằm rải rác, thường là nó sẽ tụ lại nhau thành từng đám. Và vì vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là chức năng tiểu cầu là gì, cấu tạo nó ra làm sao. Cái này trong sách chỉ mô tả rồi, đúng không ạ? Màng tiểu cầu thì có rất nhiều ống nhỏ. Nếu như hồng cầu, nếu như bạch cầu thì màng tế bào của nó cũng giống như màng tế bào của rất nhiều tế bào khác, gồm có hai lớp kép lipid, phospholipid.
Trên màng này có đính các phân tử protein rồi gắn thêm những cái phân tử glyco protein hoặc là phân tử carbolate acid là phân tử carbohydrate. Nhưng mà trên màng tiểu cầu thì nó là một lớp màng lipid nhưng mà có rất nhiều ống lõm sâu vào trong bên trong tế bào tạo thành những cái vi ống làm cho cái protein này nó có khả năng co rút, và co rút của tiểu cầu thì liên quan đến cái chức năng của nó trong cái quá trình đông cầm máu. Được chưa? Bào tương của tiểu cầu thì có ti thể, có các cái hạt đặc. Thì trên đây là cái hình ảnh minh họa của một cái tiểu cầu mang tế bào bên ngoài. Trong đây có rất nhiều hệ thống vi ống, hệ thống ống và vi ống, đúng không ạ? Ngoài ra thì trong bào tương có rất nhiều các hạt, hạt gồm có hạt alpha này, hạt đặc này. Thì cũng giống như là những cái hạt khác ở trong tế bào hồng cầu, như hạt trong bạch cầu thôi. Cái hạt này bản chất nó không phải là bào quan nhé, các anh chị hình dung không? Nó không phải bào quan, nhưng mà người ta gọi đây là những cái membranous, là bào quan không có màng. Đấy. Không giống như là ti thể là một cái bào quan, nhưng mà những hạt này thì nó thực hiện được chức năng thôi, nhưng mà nó không được gọi là một cái bào quan hoàn chỉnh. Và những hạt này thì có chứa rất nhiều những cái phân tử mà liên quan đến chức năng của hồng à, liên quan đến chức năng của bạch cầu. Ví dụ như trong hạt cái đặc, hạt đặc là nơi mà tập trung rất nhiều đậm đặc các cái hạt phân tử ATP này, ADP này, serotonin này, canxi. Hạt alpha thì lại chứa rất nhiều các yếu tố fibrinogen rồi chứa vonglyne này chưa? Đây là những cái yếu tố mà tồn tại ở trong tiểu cầu ở cái hạt alpha này. Và đấy người ta gọi là cấu trúc của tiểu cầu. Bên cạnh những cái hạt lơ lửng thì tiểu cầu nó còn có những cái sợi, người ta gọi là những cái vi ống. Những cái vi ống này đóng vai trò là có khả năng co rút. Vi ống thì chúng ta nhớ lại trong cấu tạo của tế bào thì mình gồm có vi ống, vi sợi và sợi trung gian. Các cái vi ống thì gồm có các chuỗi F rồi actina và actin F ấy, là những sợi mà có khả năng co rút, và khi co rút thì giải phóng ra được những cái hạt này vào trong máu. Và từ đó thì giúp cho tiểu cầu nó thực hiện được chức năng là hoạt hóa quá trình đông máu. Vậy thì ở trong sách giáo khoa của các anh chị mô tả một cái quá trình người ta gọi là quá trình đông cầm máu. Đông cầm máu thì chỉ nói đến cái hoạt động đông máu xảy ra khi mà chúng ta bị một cái vết thương thôi, tức là bị con dao cắt vào tay hoặc là bị gì ạ? À, một vết thương làm cho chảy máu ra bên ngoài môi trường. Nhưng mà nếu mà dùng cái cơ chế đấy mà đi giải thích cái bệnh gọi là đông máu nội mạc giải rác thì lại khó, đúng không? Bởi vì người ta gọi đến là đông cầm máu cơ mà. Thế còn đông máu nội mạc giải rác thì có cần cầm máu đâu, tức là máu nó không cần chảy ra. Thế vì thế thì cần phải phân biệt rất là rõ, và cái cơ chế mà trong sách chúng tôi mô tả đó chính là cơ chế đông cầm máu khi mà máu thoát ra ngoài môi trường. Thế còn cái hiện tượng mà đông máu nội mạc giải rác thì nó cũng tương tự như thế, nhưng mà có sẽ có những cái điểm mấu chốt nó khác biệt, đúng không ạ? Đối với cái hoạt động đông cầm máu, đúng không, thì chúng ta sẽ diễn biến thông qua 4 giai đoạn. Một là giai đoạn co mạch máu lại. Khi mạch máu bị tổn thương thì ngay lập tức thành mạch nó sẽ có cái biểu hiện đó là co mạch. Đây là một cái phản xạ nội tại nhờ sự xuất hiện của các hệ thống thần kinh tự chủ, đúng không, và giao cảm, phó giao cảm. Sau đó có hiện tượng kết dính, kết tụ của các cái phân tử nhờ giải phóng ra từ tiểu cầu, làm cho cái tiểu cầu nó sẽ kết dính và kết tụ với nhau, giải phóng ra những cái phân tử để hoạt hóa quá trình đông máu, rồi hình thành cục máu đông, rồi co cục máu đông và tan cục máu đông, tham gia vào bốn cái cơ chế. Khi mà có thành mạch tổn thương thì ngay lập tức đó thì mạch máu sẽ co nhỏ lại và duy trì bởi serotonin, astromosana 2 được giải phóng ra từ chính những cái tiểu cầu nó kết dính và kết tụ làm cho cái mạch máu nhỏ lại. Và khi mạch máu mà nhỏ lại thì cái lưu động tuần hoàn cũng như là tốc độ tuần hoàn ở chỗ đấy thì chính xác hơn, tốc độ tuần hoàn nó sẽ chậm lại, và vì thế thì hạn chế cái quá trình mất máu ra ngoài môi trường. Hình ảnh trên đây thì minh họa cho anh chị trong cái trường hợp nào khi mà mạch máu nó co và trường hợp nào khi mạch máu nó giãn. Mạch máu co lại thì đường kính nhỏ đi, đúng không, tốc độ tuần hoàn qua đây sẽ chậm lại. Sau khi mà mạch máu nó đã được co lại một chút rồi thì tiểu cầu nó sẽ gì ngay lập tức được huy động đến cái vùng vết thương ở mạch máu, và có ba cái hiện tượng nó sẽ xảy ra, người ta gọi là kết dính,
hoạt hóa và kết tụ. Kết dính tiểu cầu này, hoạt hóa tiểu cầu và kết tụ tiểu cầu, nó giúp cho các cái tế bào tiểu cầu thực hiện được chức năng. Từ những cái tế bào tiểu cầu lơ lửng ở trong máu ngoại vi thì sẽ tạo thành những cái tế bào hiếu chiến nhất, tức là nó sẽ giải phóng ra được ADP nằm ở trong cái cấu trúc của hạt đặc đấy, đúng không ạ? Hấp dẫn được các tiểu cầu khác đi đến để tạo thành kết dính với nhau và bộc lộ được những cái thành phần ở trong các cái hạt ở trong bảo tử của nó, serotonin, thrombocyanin 2, làm cho cái mạch máu co lại, đồng thời để kết tụ thêm các cái tiểu cầu khác đến, làm cho cái mật độ tiểu cầu tại cái vị trí mà thành mạch nó bị tổn thương tăng lên rất là cao. Và khi nó tăng lên như vậy thì con đường đông máu bắt đầu nó sẽ được hoạt hóa. Trong tiểu cầu ấy, thì nó có một cái yếu tố người ta gọi là yếu tố von Willebrand, chắc các anh chị đã nghe thấy rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Tiểu cầu mà muốn kết dính được với nhau thì tự nhiên sao trong máu nó không kết dính, mà lại khi phải có thành mạch tổn thương nó mới kết dính. Thì đấy là nhờ trên bề mặt của tiểu cầu nó có những cái phân tử receptor và những cái receptor tự nhiên, những cái ligand tự nhiên của nó là những cái von Willebrand. Tức là gì? Một cái tiểu cầu A sau khi nó gắn vào trong vị trí thành mạch tổn thương thì nó sẽ vỡ tung ra. Thế khi nó vỡ tung ra rồi thì nó giải phóng ra cái von Willebrand này. Thì cái von Willebrand nó sẽ gắn vào cái receptor ở trên một cái tiểu cầu khác, làm cho cái tiểu cầu đó nó trở lên kết dính với cái thằng mà nó vừa giải phóng ra, cũng như là kết tụ thêm với những cái tế bào tiểu cầu B, tiểu cầu C khác nữa, đúng không ạ? Và từ đó thì làm cho cái tiểu cầu nó sẽ gì ạ? Tụ lại với nhau thành từng đám, người ta gọi là kết tụ tiểu cầu. Và chính cái yếu tố von Willebrand này nó là một trong những cái yếu tố tham gia vào quá trình đông máu. Nên các anh chị học huyết học, các anh chị thấy thiếu von Willebrand thì nó như thế nào đấy, đúng không ạ? Rồi khi thành mạch bị tổn thương thì ngoài cái việc tiểu cầu nó kết tụ thì thành mạch nó sẽ bộc lộ được những cấu trúc nằm phía dưới, đó là collagen, đó là laminin, là những cái fibrin thuộc cái cấu trúc của collagen. Và các cái yếu tố này thì von Willebrand nó sẽ là trung gian, một đầu thì nó gắn vào tiểu cầu và một đầu thì nó gắn vào cái mô liên kết, giúp cho tiểu cầu nó sẽ dính chặt vào cái mô liên kết và từ đó thì làm cho những tiểu cầu khác có cái giá đỡ và dính chặt lại với nhau hơn. Thế thì phải nhớ này, nhớ chỗ này, đông máu nội sinh và đông máu ngoại sinh nó khác nhau chính nhờ cái chỗ collagen, laminin với cả fibronectin này đấy, đúng không? Người ta gọi đây là những cái integrin 2, là những cái yếu tố mô. Tí nữa slide sau thì sẽ thấy. Thôi cái này không cần. Trong cái quá trình đông máu được hình thành sau khi mà tạo nút tiểu cầu xong, đúng không? Giai đoạn số 2 thì sẽ đến giai đoạn số 3, đó là tạo cục máu đông gồm 3 giai đoạn. Tạo phức hợp prothrombinase chuyển từ thrombin thành chuyển prothrombin thành thrombin và chuyển tiếp fibrin thành fibrin. Thế thì có rất nhiều tài liệu. Ví dụ các nhóm tài liệu mà các anh chị đọc cái sách của Âu Mỹ ấy, của Mỹ ấy, thì nó hay sử dụng cái thuật ngữ là prothrombin, được chưa? Thrombin. Thế còn các nhóm sách của châu Âu, ví dụ như là của Tây Ban Nha, của Pháp ấy, thì người ta dùng cái chữ là thrombin, nên hai cái này là giống nhau nhá. Thì trong các giai đoạn chuyển từ cục máu đông, nó tạo được cục máu đông thì gồm có phức hợp đầu tiên là hình thành được phức hợp prothrombinase, thì đây là một cái con đường đông máu. Còn trên con đường đông máu này thì gồm có một nhóm là con đường đông máu ngoại sinh và thứ hai là con đường đông máu nội sinh. Con đường đông máu ngoại sinh và nội sinh thì nó khác nhau đúng một cái từ phải nhớ. Đối với con đường đông máu ngoại sinh thì đó là sự hoạt hóa của các cái yếu tố mô, người ta gọi đến là yếu tố mô, tissue factor. Thì cứ có mặt của yếu tố mô thì người ta gọi đây là hoạt hóa con đường đông máu nội ngoại sinh. Thế còn đối với cả con đường đông máu nội sinh thì các anh chị nhớ này, chỉ cần máu của chúng ta tiếp xúc với một bề mặt tích điện âm thì nó đã hoạt hóa theo cái con đường đông máu nội sinh rồi. Vậy tích điện âm là cái gì? Ví dụ như là máu của chúng ta đưa vào trong ống nghiệm thì cái bề mặt ống nghiệm ấy nó có tích điện và nó hoạt hóa đông máu con đường nội sinh. Còn máu của chúng ta nằm trong thành mạch, đúng không ạ? Mà thành mạch nó bị gồ ghề, đúng không ạ? Thì
nó bị tổn thương nội mạch, bộc lộ dị ứng tố mô, thì đấy lại là con đường ngoại sinh, đúng không ạ? Hoặc là thành mạch của chúng ta bị tổn thương do vết dao đứt, đúng không? Nó cắt qua cái thành mạch, thì đấy người ta gọi là con đường ngoại sinh. Vậy thì phân biệt nội sinh và ngoại sinh không được nhầm. Cứ thấy mạch máu hoặc là tiểu cầu mà tiếp xúc được với yếu tố gì ạ? Yếu tố ở mô thì người ta gọi đây là cái con đường đông máu ngoại sinh. Còn tiếp xúc với một bề mặt tích điện âm thì gọi là con đường đông máu nội sinh. Hai cái con đường này bản chất cuối cùng hình thành đều phải hình thành được cái phức hợp protein NaZ, là cái phức hợp đầu tiên của cái quá trình hình thành cục máu đông. Phức hợp này thì gồm có một cái yếu tố 10 hoạt hóa, gồm một yếu tố 5 hoạt hóa, ion canxi và phospholipid. Cái phức hệ này nó kết tụ lại với nhau để thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa prothrombin thành thrombin. Thrombin lại có nhiệm vụ chuyển hóa fibrinogen thành fibrin ở dạng monomer. Và dạng monomer thì nó sẽ được trùng hợp với nhau nhờ sự có mặt của canxi, đúng không? Nó sẽ trùng hợp với nhau và các yếu tố giúp cho trùng hợp, đó là yếu tố 13. Chuyển từ yếu tố 13 không hoạt hóa thành yếu tố 13 hoạt hóa để ổn định được cái phân tử fibrin, giúp cho cái mạng lưới đông máu nó được hình thành. Khi mà cái lưới fibrin hình thành rồi thì hồng cầu cứ đến để kết tụ vào đấy thôi, và từ đó thì cái cục máu đông nó sẽ được hình thành. Vậy thì trên đây là phải nhớ thế nào là nội sinh và thế nào là ngoại sinh. Thế vậy thì bây giờ sẽ đi vào các yếu tố đông máu thuộc con đường nội sinh và ngoại sinh. Chúng ta thì nhắc đến 12 yếu tố đông máu, đánh số từ 1 đến 13. Có 12 yếu tố thôi nhưng mà đánh số từ 1 đến 13. Chúng ta không có yếu tố đông máu số 6. Được chưa? Yếu tố đông máu số 6 là không có. Ngày xưa khi người ta phát hiện ra yếu tố số 6 thì người ta thấy rằng là có một yếu tố đông máu rất lạ là yếu tố số 6 thì gọi tên là như thế. Nhưng sau này khi mà nghiên cứu kỹ hơn thì thấy là yếu tố số 6 bản chất của nó là yếu tố 5 hoạt hóa. Thế do vậy là đã gọi là 5 hoạt hóa rồi thì nó là thuộc về 5, không gọi yếu tố 6 nữa. Vậy thì bỏ yếu tố 6 đi. Và vì vậy chúng ta không có yếu tố đông máu số 6. Các yếu tố đông máu được chia thành hai nhóm là nhóm nội sinh và nhóm ngoại sinh. Cái nhóm đông máu ngoại sinh thì nhìn vào đây thấy ngay, yếu tố 7, yếu tố 10, đúng không ạ? Thuộc con đường đông máu ngoại sinh, yếu tố 7, yếu số 10. Yếu tố 2, đúng không ạ? Yếu tố mô là yếu tố số 2. Vậy thì 2 này, 7 này, 10 là những cái yếu tố đông máu thuộc cái con đường ngoại sinh. Còn lại là các yếu tố thuộc con đường nội sinh, đúng không ạ? Thế thì trong các yếu tố đông máu thuộc con đường ngoại sinh, yếu tố 2, yếu tố 7, yếu tố 10 thì ba cái yếu tố này cùng với cả yếu tố số 9 thuộc cái con đường nội sinh, nó là những yếu tố đông máu được tổng hợp từ gan, phụ thuộc vào vitamin K, nên người ta gọi là những cái yếu tố phụ thuộc vào vitamin K. Nên khi mà thiếu vitamin K thì sẽ ảnh hưởng đến con đường đông máu ngoại sinh. Mà phản ánh cái hoạt động đông máu ngoại sinh là người ta sử dụng cái xét nghiệm đông máu PT, đúng không ạ? Đó là PT dây và PT PT dây và PT phần trăm để đánh giá được cái chức năng đông máu ngoại sinh. Và từ đó thì các anh chị thấy nếu thiếu vitamin K thì đánh giá đông máu ngoại sinh PT theo dõi như thế nào. Do vậy thì ứng dụng sử dụng thuốc kháng vitamin K ở đây thì theo dõi chỉ số xét nghiệm đông máu là PT. Thế còn con đường đông máu nội sinh của chúng ta thì là những yếu tố đông máu mà không cần các vitamin, không cần vitamin K để tổng hợp. Do vậy là nó không phụ thuộc vào vitamin K. Đấy là phải hiểu là như thế. Thì sau khi hình thành được phức hợp protein thì đây là cái con chủ đông máu, con yếu tố đông máu thì là các anh chị sẽ phải nhớ, đúng không ạ? Hai con đường đông máu này thì có một mối liên hệ mật thiết với nhau, tức là cái trạm trung chuyển ở giữa, đó là cùng hình thành được cái phức hợp protein NaZ. Khi thành mạch tổn thương thì hoạt hóa được cả hai con đường. Khi hoạt hóa được con đường đông máu ngoại sinh thì sẽ hình thành được cái phức hợp thrombin, đúng không? Và nhìn vào đây thấy phức hợp thrombin của chúng ta sau khi được hoạt hóa đây này, thì thrombin hoạt hóa thì nó sẽ hoạt hóa yếu tố 5 thành yếu tố 5 hoạt hóa, đúng chưa? Và góp phần vào hình thành được protein NaZ. Đồng thời thì nó sẽ hoạt hóa yếu tố số 8, và yếu tố số 8 mà hoạt hóa thì đó chính là yếu tố đông máu thuộc con đường nội sinh. Và vì vậy cứ hoạt hóa ngoại sinh thì sẽ có hoạt hóa nội sinh. Thế còn nếu hoạt hóa nội sinh thì chưa chắc đã hoạt hóa ngoại sinh. Ví dụ như đông máu ở trong ống nghiệm hoặc đông máu khi mà nó rơi ra sàn nhà chẳng hạn,
thì chỉ có nội sinh thôi mà không có ngoại sinh. Để chưa nào? Đấy là cái ý mà các anh cần phải nhớ, các anh chị cần phải nhớ khi mà mình tìm hiểu cái mối liên hệ giữa hai cái con đường đông máu này. Xét nghiệm đông máu thì gồm có đông máu cơ bản, cũng có nội sinh, thì có APTT đúng không? PT là đông máu ngoại sinh này, rồi có TT fibrinogen và tiểu cầu. Xét nghiệm đông máu nâng cao thì gồm có các nghiệm pháp rượu đúng không? Nghiệm D-dimer và đo độ ngưng tập của tiểu cầu. Nghiệm pháp rượu thì dễ rồi, đo độ ngưng tập tiểu cầu các anh chị dễ hiểu rồi. Vậy D-dimer là cái gì? D-dimer thì xét nghiệm mà chúng ta làm rất nhiều, đông máu nội mạc giải rác làm rất nhiều. Thì sau khi mà phức hợp fibrin nó được hình thành xong thì nó phải thoái hóa chứ. Thì khi mà nó thoái hóa ra nó sinh ra D-dimer. Phân tử D-dimer được hình thành trong máu phản ánh sự xuất hiện của cục máu đông nó được hình thành ở trong cơ thể người. Có thể là trong lòng mạch, có thể là ở đâu đấy ở trong cơ thể người mà nó lưu hành ở trong máu. Vậy thì D-dimer chính là dạng thoái hóa của cái phân tử fibrin sau khi nó đã được trùng hợp ổn định. Vì vậy, người ta sử dụng xét nghiệm D-dimer để đánh giá được cái tình trạng có đông máu ở trong cơ thể người hay không. Thì đây là cái sơ đồ đông máu đúng không ạ? Đông máu ngoại sinh này, đông máu nội sinh này, rồi con đường chung thì mình sử dụng các cái xét nghiệm như thế nào. Cuối cùng thì sau khi mà cục máu đông hình thành xong đúng không, vết thương được xử lý và bắt đầu là có cái hiện tượng tái tạo mô đúng không, để bù trừ lại cái mô mà nó đã bị khuyết ra, thì cục máu đông của chúng ta sẽ co lại và tan ra. Cục máu đông co lại và tan ra thì nhờ có các yếu tố gây co rút của tiểu cầu đúng không, các sợi fibrin nó gắn chặt vào với nhau và nó sẽ co rút làm cho tiểu cầu nó sẽ co lại, à làm cho các cái lưới fibrin co lại giải phóng ra cái phức hợp là thrombogenin. Phức hợp này đóng vai trò như là những cái sợi cao su mà nó bị bứt hai đầu và làm cho cục máu đông của chúng ta nó sẽ co nhỏ lại và tiêu biến đi. Thì để hỗ trợ cho cái quá trình co nhỏ và tiêu biến thì có rất nhiều các cái yếu tố tham gia vào cái việc co cục máu đông và tan cục máu đông này, người ta gọi là những yếu tố tiêu sợi huyết hay là tiêu cục máu đông. Đúng chưa? Thì chúng ta có thể nhắc đến là gì? Đó là plasminogen. Plasminogen là một thành phần nội sinh ở trong cơ thể người. Khi mà nó được hình thành cục máu đông thì cơ thể người sẽ chuyển hóa plasminogen thành plasmin. Plasmin có nhiệm vụ đó là chuyển những fibrin ổn định thành những phân tử thoái hóa của fibrin, chính là D-dimer đấy. Và vì vậy thì chúng ta gì ạ? Cần phải tác động vào quá trình làm thế nào để cho cái plasmin này nó tăng cường về mặt số lượng, giúp cho cục máu đông nó tiêu nhanh hơn. Và vì vậy thì dựa vào đây là người ta sẽ ứng dụng vào cái việc đã sản xuất ra các cái loại thuốc tiêu sợi huyết. Nó là tác động vào cái con đường hình thành plasmin này. Đưa plasmin ngoại sinh từ cơ thể, từ môi trường vào trong cơ thể rất là khó khăn. Tìm được cái plasmin ngoại sinh và tổng hợp được nó thì không phải đơn giản. Thế do vậy là người ta hoạt hóa bằng cách là thúc đẩy hoạt động của TPA hoặc là PA, urokinase hoặc là các yếu tố mô làm cho cái plasmin này nó được tổng hợp nhiều hơn. Được chưa? Làm cho cục máu đông nó sẽ tiêu nhanh hơn. Thì đấy là cơ chế của cái thuốc tiêu sợi huyết. Vậy thì máu lưu thông ở trong lòng mạch bình thường là nó sẽ không đông. Có nhờ những cái yếu tố tốc độ lưu chuyển máu này, ảnh hưởng của lớp biểu mô bề mặt và rất nhiều các cái yếu tố khác. Đúng không ạ? Còn máu khi mà đã đông được thì tức là phải có cái hoạt hóa. Thì phải hoạt hóa theo con đường nội sinh, đó là yếu tố mô. Hoạt hóa theo ngoại sinh yếu tố mô. Còn con đường nội sinh đó chính là sự xuất hiện của các cái bề mặt lạ, tĩnh điện âm. Thì hoạt hóa theo con đường nội sinh và từ đó thì cơ chế đông máu sẽ được hình thành, cục máu đông được hình thành. Sau hình thành xong thì sẽ bị tiêu đi nhờ cơ chế tiêu fibrin nó ra. Tiêu fibrin. Và trên đây là một cái sơ đồ tổng hợp lại các cái hoạt động diễn ra trong cái quá trình đông máu mà chúng ta có thể nhìn. Và cái mà chúng ta có thể tác động được vào cái con đường đông máu này là gì? Thì nhìn cái sơ đồ này trong 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 slide của anh chị đã có ở trong tay rồi, đúng không ạ? Thế thì cuối cùng thì chúng ta cần phải nắm được các cái chất chống đông, ứng dụng của các chất chống đông ở trên lâm sàng. Dựa vào cái cơ chế đông máu này thì ngoài cái việc là chúng ta đã sử dụng chất chống đông trong tự nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng những cái chất chống đông ở trong ống nghiệm cũng như là trên lâm sàng để chẩn đoán điều trị cho người bệnh trong một số nhóm bệnh, thì các anh chị sẽ tham khảo vào trong cái
cái slide này nhá, thì tôi đang gửi cho cái nhịn trước chưa đấy rồi đấy. Thì trên đây là cái nội dung mà của cái chương trình bài đầu tiên sinh lý máu và dịch cơ thể. Phần dịch cơ thể thì nhấn mạnh này các anh chị tự học không phải học nữa, thì chỉ có một số cái nội dung liên quan này chúng ta có thể tìm hiểu được thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đấy là những cái nội dung liên quan mà các anh chị sẽ tìm hiểu đúng không ạ? Thì nội dung thì để học hết nó rất là dài, nhưng mà tập trung vào những cái vấn đề, những cái ứng dụng mà đã được nói ở trong cái slide này và cái bài giảng này, để chúng ta sẽ ứng dụng để trả lời những cái câu hỏi cây lâm sàng hoặc là những cái câu hỏi lý thuyết mà đã có sẵn ở trong cái bài mà đã gửi cho tận tay các anh chị rồi đấy đúng không ạ? Trong cái nội dung này thì chỉ minh họa cho các anh chị là những cái câu hỏi từ những năm trước, rồi những câu hỏi mà theo đúng cái format mà chúng ta sẽ thi đúng không? Nó như thế nào thì các anh chị sẽ đọc. Thế đây ví dụ một trường hợp thôi. Ví dụ như là trong một cái cây lâm sàng chẳng hạn, thì các anh chị thấy này, câu số 10, bệnh nhân nam mắc cái bệnh tâm thần phân liệt, đúng không ạ? Tình huống là từ chối ăn rau trong một năm nay. Nghe giọng nói trong đầu, đấy là bệnh nhân bị tâm thần, đúng không? Rồi khám xét nghiệm bệnh nhân có hemoglobin 9,1 này, bạch cầu là 10 này, đúng không? MCV tức là thể tích khối ung cầu là 122. Vậy chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân này là gì? Vậy thì căn cứ vào cái tình hình cây lâm sàng như thế này, căn cứ vào giá trị xét nghiệm như này thì chúng ta phải gì? Phải xác định. Thì phải nhìn ngay đây là nhóm câu hỏi liên quan cái việc ứng dụng lâm sàng của dòng tế bào hồng cầu, mà đó chính là cái việc thiếu máu đúng không? Chẩn đoán và xác định thiếu máu, chẩn đoán thiếu máu và xác định nguyên nhân của thiếu máu. Vậy để xác định được nguyên nhân, chẩn đoán được thiếu máu thì chúng ta phải dựa vào cái số lượng của hemoglobin. Thì bình thường là 120. Thế bây giờ bệnh thường của bệnh nhân bây giờ có 9,1, tức là 91 gram trên lít, thì bệnh nhân này đã có thiếu máu rồi và chúng ta cần phải tìm nguyên nhân. Nguyên nhân thì sẽ dựa vào hình thái của hồng cầu, là hồng cầu to, hồng cầu nhỏ đúng không, hay hồng cầu bình thường, để xác định sơ bộ được nguyên nhân. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là MCV của bệnh nhân là 122, tức là thể tích hồng cầu lớn hơn bình thường, đơn vị là femtolit nhé. Hồng cầu bình thường là 80 đến 100 femtolit, thế thì trường hợp này ông này là 122 femtolit, và từ đó thì thể tích hồng cầu lớn hơn bình thường. Bệnh nhân này có thiếu máu hồng cầu to, và thiếu máu hồng cầu to thì như cái bài vừa rồi chúng ta học thì có hai cái yếu tố mà có thể tham gia vào việc hình thành được thiếu máu hồng cầu to, đó là thiếu axit folic hoặc thiếu vitamin B12. Vậy nhìn vào trong cái đáp án này có cái câu nào mà phù hợp thì chúng ta chọn. Nhớ là gì? Nếu không có đáp án thì các anh chị cũng chẳng trả lời được đâu. Bởi vì là sinh lý học nó không phải là yêu cầu các anh chị phải đi chẩn đoán và điều trị đích danh của một cái bệnh nhân cụ thể, mà phải dựa vào đây để chọn đáp án để đi thi. Thế do vậy là phải căn cứ cả vào đáp án nữa để chúng ta sẽ chọn, này chưa? Nhưng mà phải xác định được định hướng và loại trừ cái đáp án. Thế ví dụ như trường hợp này chúng thấy đã khu trú vào hồng cầu to rồi, thì từ hồng cầu to thì chúng ta xác định được nguyên nhân thiếu máu thì nó sẽ không khó khăn, đúng chưa? Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn là đáp án E, và các câu hỏi khác cũng tương tự. Và cứ lần lượt như vậy thì căn cứ vào bài giảng, căn cứ vào nội dung câu hỏi thì đề nghị các anh chị sẽ lên cái kế hoạch để ôn tập cũng như là trả lời các câu hỏi này. Có nội dung gì thắc mắc thì sẽ gửi câu hỏi lại để cho ban tổ chức, để các anh chị sẽ tổng hợp. Sau đấy thì chúng ta sẽ nhận lại cái đáp án trả lời cũng như là cách giải thích phù hợp cho các câu hỏi cũng như là các cái thắc mắc của các anh chị nếu có. Được chưa? Rồi. Trong cái nội dung bài ngày hôm nay thì các anh chị có hỏi một câu, đó là tại sao yếu tố K giảm thì yếu số tại sao thiếu vitamin K giảm yếu tố 9 10, sao PT lại kéo dài mà APTT lại không kéo dài? Thì đây các anh chị thấy chúng ta nói rất là rõ với nhau rằng yếu tố đông máu của chúng ta là yếu tố 9 này, đúng không ạ? Đây, yếu tố 9 này. Yếu tố 9 là yếu tố thuộc con đường nội sinh. Yếu tố 10 là thuộc con đường ngoại sinh. Yếu tố 2 cũng là con đường ngoại sinh, đúng không? Thế thì yếu tố 7 là con đường ngoại sinh. Vậy nếu mà thiếu vitamin K thì trong đó có yếu tố 2, yếu tố 7, yếu tố 10 là thuộc con đường ngoại sinh, nhưng mà chỉ có yếu tố 9 thuộc con đường nội sinh mà thôi. Thế các anh chị nhìn ở đây thì thấy này,
Thế nếu mà không có yếu tố số 9 thì con đường nội sinh của chúng ta có hoạt hóa được hay không? Thì vẫn có thể hoạt hóa được. Bởi vì thrombin sau khi mà con đường ngoại sinh nó được hoạt hóa thì các anh chị thấy này, có một mối liên hệ giữa ngoại sinh và nội sinh. Đó chính là chỉ cần hoạt hóa ngoại sinh thì con đường nội sinh nó đã hoạt hóa, tức là nó sẽ hình thành được phức hợp này. Các anh chị hình dung chưa? Hình thành phức hợp này thông qua cái trung gian đó là thrombin này. Chúng ta đã nói một cái câu ở ngay phía sau đây rồi. Đây, hoạt hóa ngoại sinh thì sẽ hoạt hóa được nội sinh. Và cái yếu tố 9 của anh chị chỉ thiếu thôi, chứ không không gì ạ, không mất hoàn toàn. Thế do vậy là chỉ cần một cái phức hợp này thì cái con đường đông máu của các anh chị, con đường nội sinh chúng ta vẫn đánh giá được. Người ta gọi là con thời gian đông máu hình thành được cái phức hợp PT đấy, nó vẫn hoàn thành được cái nhiệm vụ của nó là hình thành được cái phức hợp protaminasa theo con đường nội sinh. Và vì thế thì câu hỏi của anh thì đó chính là chúng ta sẽ phải căn cứ vào hai cái ý. Một là chúng ta căn cứ vào mối liên hệ giữa con đường nội sinh và ngoại sinh, tức là chỉ cần con đường ngoại sinh hoạt hóa thì con đường nội sinh nó sẽ hoạt hóa. Chứng tỏ là gì? Thiếu yếu tố số 9 thì đương nhiên là con đường ngoại sinh mà hoạt hóa thì nội sinh nó vẫn có thể hoạt hóa. Do vậy thì nó sẽ không bị kéo dài khi mà mình thiếu vitamin K. Thế còn đương nhiên thiếu vitamin K thì nó sẽ bị thiếu vitamin K thì nó sẽ bị kéo dài của cái con đường ngoại sinh, tức là thời gian PT rồi. Được chưa? Tế bào lympho B có trình diện kháng nguyên không? Thế thì bây giờ có một câu hỏi của anh. Tế bào lympho B không tham gia vào trình diện kháng nguyên như cái slide của chúng ta học. Thế tuy nhiên nó là một tế bào thuộc cơ thể người. Nếu mà nó tham gia vào, nếu nếu mà nó tham gia vào cái quá trình bình thường thì tế bào lympho B là một tế bào tham gia vào hình thành kháng thể nếu mà nó được hoạt hóa. Thế còn nó không tham gia vào trình diện kháng nguyên. Trình diện kháng nguyên trong cơ thể người nó có hai loại. Một là tế bào đại thực bào và tế bào tua. Loại thứ hai là những tế bào thuộc cái mô trong cơ thể người, nhưng mà người ta không nhắc đến là những tế bào máu. Thế do vậy là trả lời luôn với anh chị là tạm thời thì mình sẽ không xếp tế bào B, lympho B vào tế bào trình diện kháng nguyên. Đấy chưa? Mặc dù đó là cũng là một loại tế bào nội sinh đấy. Thế nhưng mà thôi mình không xếp nó vào tế bào trình diện kháng nguyên. Và trong sách vở bây giờ chúng ta cũng không mô tả nó là một loại tế bào trình diện kháng nguyên nhé. Video thì phải hỏi các bạn ở trong các bạn đi quay video này. Bạn Hưng, bạn ấy sẽ liên hệ với bạn Hưng thì các bạn ấy sẽ chuyển lại cho các bạn nhé, nội dung bài. Thì nội dung của cái bài đầu tiên thì nó không thể hết được cái toàn bộ cái chương sinh lý máu và dịch cơ thể, chỉ có một vài cái vấn đề trao đổi với các bạn như vậy thôi. Tài liệu và câu hỏi ôn tập thì chúng ta cứ ôn, đúng không? Tài liệu công khai, tài liệu là của chung mà, nên chúng ta cứ việc dùng mạnh dạn, không việc gì phải giấu giếm. Thế do vậy là cố gắng là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi cũng như là đọc tài liệu cũng như là xem slide làm sao để có những cái kiến thức hiểu sâu, hiểu kỹ, hiểu cặn kẽ để trả lời cũng như là giải thích những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu, những cái thắc mắc của chúng ta từ trước đến giờ khi mà đi học, đúng không? Chúng tôi thì cũng không thể trả lời hết được bởi vì là kiến thức thì nó là có hạn thôi. Thế do vậy là để mà có thể cùng nhau tiến bộ được thì sẽ phải mạnh dạn trao đổi. Thế do vậy là cứ có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ gửi câu trả lời, câu hỏi lại cho ban tổ chức để các bạn sẽ tổng hợp thì chúng ta sẽ giải đáp được những cái vấn đề đó. Thì đấy là buổi học đầu tiên, đúng không ạ? Rồi, nếu mà lấy máu từ tĩnh mạch thì có sự tham gia của đông máu ngoại sinh không? Thì khẳng định với anh luôn là gì? Chúng ta về mặt lý thuyết là không có nhá. Nếu mà lấy máu từ tĩnh mạch ra thì đương nhiên máu từ trong lòng mạch đi trực tiếp vào trong ống tiêm, đúng không? Trong xi lanh thì nó không tiếp xúc với yếu tố mô, mà không tiếp xúc với yếu tố mô thì sẽ không hoạt hóa con máu theo con đường ngoại sinh và lúc đó chỉ hoạt hóa theo con đường nội sinh thôi. Và cái ý của anh Khang hỏi thì nó cũng là một câu hỏi ở trong cái đề thi mà thi thử thì phải. Thì là người ta đặt một cái vấn đề là gì? Nhỏ một giọt máu từ ống tiêm đi ra mặt kính đồng hồ, sau một khoảng thời gian cục máu đông được hình thành. Vậy
con đường đông máu chiếm chủ đạo trong giai đoạn này là gì? Thì chọn là con đường đông máu ngoại sinh thì là sai, mà chúng ta chỉ có con đường đông máu nội sinh thôi nhá. Thế còn trường hợp chúng ta đánh tiết canh thì lại khác nhé. Khi đánh tiết canh thì lại có yếu tố mô rồi đấy. Rồi, có anh chị nào hỏi được không ạ? Chúng ta đặt câu hỏi nhanh ạ. Có bạn nào hỏi được không? Nên nếu mà không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta có thể kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây. Buổi học tiếp theo các anh chị tham gia thì nó sẽ diễn ra vào khoảng 2 tuần nữa đúng không? Cứ 2 tuần một buổi mà nhỉ. Thì các bạn sẽ lấy link lớp học từ 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 ban tổ chức nhé. Xong rồi các bạn ấy sẽ gửi link cho các em. Xong rồi các anh chị, các bạn sẽ vào link ấy thì chúng ta tham gia tiếp bài thứ hai. Bài thứ hai sẽ học về sinh lý tuần hoàn. Đúng, bài một là sinh lý máu cơ thể, hai sinh lý tuần hoàn. Rồi, nếu mà không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta có thể kết thúc buổi học ở đây nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Rồi, rất cảm ơn các bạn. Ừ.